Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 144. Vạn tộc thí luyện cổ lộ sao? Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bưng lên chén trà quên hướng trong miệng đưa đi, đình trệ trên không trung. Sớm trước đó hắn liền nghe thần vô tâm nói qua, gia nhập bách sát các có tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ cơ hội, bây giờ nghe Tà Vũ vừa nói như thế, Tiêu Phàm đã hoàn toàn xác định. Có thể nói cho ta một chút vạn tộc thí luyện cổ lộ sao? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ nói ra. Hắn lại làm sao không muốn vào vạn tộc thí luyện cổ lộ đây? Không chỉ là hắn, chỉ muốn là thiên tài chân chính, người tâm cao khí ngạo, đều sẽ lựa chọn tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Nhân tộc mặc dù chiếm cứ lấy 3.000 vực, nhưng là cùng vạn tộc so sánh, vẫn là quá yếu. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ ở nhân tộc có lẽ là cao cấp nhất thiên tài, nhưng là đặt ở vạn tộc. Lại khả năng cũng bất quá cũng chỉ như vậy, chỉ ít cần thực lực của bọn hắn đi chứng minh. Đương nhiên, tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, tất nhiên cũng càng thêm hung hiểm, nhưng tương tự, cơ duyên khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Cùng vạn tộc tranh phong, là mỗi một thiên tài trong lòng hướng tới. Tà Vũ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mơ ước, kỳ thật, vạn tộc cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy, nhân tộc mặc dù chiếm cứ 3.000 vực. Nhưng ở trong vạn tộc, tính không được chân chính đại tộc, nói đến vạn tộc thí luyện cổ lộ, còn được từ thượng cổ thời kỳ nói lên. Tà Vũ tinh tế nói tới, Tiêu Phàm ba người cũng lẳng lặng nghe. Thái cổ thần giới, tổng cộng cửu vạn vực, đương nhiên, đây chỉ là một đại khái con số, cụ thể bao nhiêu vực, cũng không ai biết được, bởi vì địa vực là ở thường xuyên biến hóa. Dù sao, các đại chủng tộc ở giữa phân tranh chưa bao giờ đứt đoạn, chiến tranh không ngừng. Nhân tộc bây giờ nhìn tựa như bình an vô sự, nhưng có sinh linh địa phương, liền sẽ có phân tranh, chỉ là Tiêu Phàm thực lực của bọn hắn quá thấp, còn tiếp xúc không đến vậy trở cấp độ chiến đấu mà thôi. Chủng tộc ở giữa chiến tranh, cũng không phải bọn họ những cái này thần vương cảnh có thể chi phối, thậm chí đại đế cấp, cũng chỉ có thể xung phong đi đầu, xung làm con chốt thí nhân vật. Nhân tộc mặc dù chiếm cứ lấy 3.000 vực, cũng tính được là một cái đại tộc, nhưng Tà Vũ nói cho Tiêu Phàm. Nhân tộc cũng vẻn vẹn xếp hạng thứ 10 mà thôi. Thái cổ thần giới, tổng cộng có tam đại chí tôn cấp chủng tộc khác, theo thứ tự là Long Phượng tộc, Âm Linh tộc, cùng Tiên Linh tộc, cái này ba đại chủng tộc, mỗi một tộc đều chí ít chiếm cứ hơn vạn địa vực. Hơn vạn địa vực, Tiêu Phàm ba người hết sức kinh ngạc, không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ba người nghe được tập trung tinh thần, không cắt đứt Tà Vũ, sợ bỏ qua cái gì. Tà Vũ gật đầu, nói tiếp. Thượng cổ đại kiếp kết thúc sau, thái cổ thần tộc sụp đổ, nhưng cũng không lâu lắm, liền chậm rãi khôi phục, ba đại chủng tộc quật khởi rất nhanh, cái này ba đại chủng tộc, thì là Long Phượng tộc, Tiên Linh tộc cùng Âm Linh tộc. Long Phượng tộc nhưng thật ra là Long tộc cùng Phượng tộc hợp xưng, hai tộc vốn liền truyền thừa ở thượng cổ trước đó, tại thượng cổ đại kiếp bên trong vẫn như cũ có rất nhiều cường giả sống tiếp được. Hơn nữa, hai đại chủng tộc vốn liền thiên phú nắm khác, bắt đầu tranh đoạt địa bàn, cơ hồ không có chủng tộc có thể cùng chống lại, rất nhanh liền chiếm cứ mấy ngàn địa vực. Cũng may về sau, lại toát ra một cái tiên linh tộc cũng là hấp thu thiên địa tinh khí tự hành sinh ra, thiên phú tuyệt luân, lớn lên cực nhanh. Nói đến tiên linh tộc, Tà Vũ lại bổ sung một câu, hỏa tộc, thủy tộc, những cái này đều thuộc về tiên linh tộc. Lúc ban đầu tiên linh tộc không cha không mẹ. Chính là thiên địa sinh linh, mặc dù số lượng rất ít, nhưng trưởng thành rất nhanh, hơn nữa lúc trước đại kiếp về sau, thái cổ thần giới linh khí hỗn loạn, vừa lúc cho bọn hắn cơ hội. Không bao lâu, tiên linh tộc liền đạt đến long tộc cùng phượng tộc cấp độ, thậm chí ẩn ẩn còn có vượt qua xu thế. Cũng chính bởi vì tiên linh tộc xuất hiện, long tộc cùng phượng tộc cảm nhận được nguy cơ, cuối cùng hai tộc hợp hai làm một, cùng tiên linh tộc chống lại. Bằng không mà nói. Tiên linh tộc khả năng đã sớm nhất thống thái cổ thần giới cũng khó nói. Tiên linh tộc cùng Long Phượng tộc ở giữa chiến đấu rất kịch liệt, chiến tranh, tự nhiên cuối cùng cũng chết người, nhất là loại này đại hình chiến tranh, lúc ấy cơ hồ lại là đại kiếp về sau một trận tai nạn. Nhưng mà lúc này, một chủng tộc khác theo thời thế mà sinh, cái chủng tộc này, được xưng là âm linh tộc. Âm linh tộc, tên như ý nghĩa, bọn họ là vong linh chết đi, bởi vì linh hồn chưa diệt. Hơn nữa hoàn cảnh đặc thù cho phép, khiến cho một chủng tộc này nhanh chóng trưởng thành. Âm linh tộc xuất hiện,
để Long Phượng tộc cùng Thiên Linh tộc cảm nhận được nguy cơ. Bởi vì âm linh tộc thực lực có lẽ không mạnh, nhưng số lượng của bọn họ lại là cực kỳ khủng bố, chỉ cần vong linh chết đi, đều sẽ trở thành âm linh tộc một bộ phận. Hơn nữa, vong linh tầm đó lẫn nhau thôn phệ, có thể không ngừng mạnh lên, đi qua mấy ngàn năm phát triển, âm linh tộc thực lực đã hoàn toàn không kém gì Long Phượng tộc cùng Thiên Linh tộc. Âm linh tộc xuất hiện, cũng khiến cho thái cổ thần giới tranh đấu chậm rãi hướng tới ổn định, cũng cho chủng tộc khác thời gian thở dốc. Nhân tộc, liền là ở thời điểm kia một lần nữa tỉnh lại, có địa vị bây giờ. Ba đại chủng tộc trải qua hơn trên vạn năm chiến đấu, chủng tộc khác liên hợp lại cùng nhau, cũng có thực lực nhất định chống lại. Thậm chí, chủng tộc khác nếu là bị bức ép đến mức nóng này, trên dưới một lòng mà nói, đã có thể uy hiếp ba đại chủng tộc tồn tại. Cho nên, ba đại chủng tộc rơi vào đường cùng, đành phải đình chỉ chiến đấu, thái cổ thần giới cũng rốt cục có yên lặng ngắn ngủi. Nhưng là chiến tranh mặc dù đình chỉ, nhưng các đại chủng tộc ở giữa tranh đấu lại không có đình chỉ, hoặc có lẽ là, chỉ là rời đi mà thôi. Mà chuyển di địa phương, chính là vạn tộc thí luyện cổ lộ. Vạn tộc thí luyện cổ lộ, chính là dùng thái cổ thần giới vạn tộc đại năng hợp lực mở ra thí luyện cổ lộ, dùng để lịch luyện các đại chủng tộc thiên tài. Mà theo thời gian trôi qua, loại này thí luyện tính chất cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, từ đơn nhất chủng tộc thí luyện cổ lộ, chậm rãi biến thành vạn tộc cùng chung thí luyện cổ lộ. Tỷ như nhân tộc thí luyện cổ lộ, vốn chỉ là nhân tộc thiên tài dùng để lịch luyện. Nhưng là, đi qua vô số năm tháng, chủng tộc khác cũng có thể bước vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, cùng nhân tộc giao phong, chỉ bất quá vạn tộc tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch có hạn mà thôi. Đồng dạng, nhân tộc cũng có danh ngạch tiến vào những chủng tộc khác thí luyện cổ lộ, mà có được danh ngạch này địa phương, chính là Bách Sát Các. Chỉ bất quá, muốn đi vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, nhất định phải đi qua Bách Sát Các khảo nghiệm. Khảo nghiệm, cái gì khảo nghiệm, thần vô tâm ngắt lời nói. Tà Vũ trong mắt hiện lên một vòng sắc bén quang mang, nói, Bách Sát Các có một cái đế cấp trận pháp, tên là Bách Sát Tuyệt Trận, có thể ngưng tụ 10 tôn đại đế cảnh trung kỳ cường giả. Lấy thần vương cảnh tu vi ở 10 tôn đại đế cảnh trung kỳ cường giả dưới sự vây công, kiên trì thời gian một nén nhang, liền coi như thông qua trận pháp. T, thần vô tâm hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Lấy thần vương cảnh tu vi ở 10 tôn đại đế cảnh trung kỳ cường giả vây công phía dưới kiên trì thời gian một nén nhang, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, hoàn toàn không thể nào. Tiêu Phàm cũng là mí mắt cuồng loạn. Hắn cũng không nghĩ đến Bách Sát Các khảo nghiệm như vậy khó khăn. Nhìn Tà Vũ dáng vẻ, hắn nhưng là tràn đầy tự tin, Tiêu Phàm tự nhận là đồng giai vô địch, nhưng trong lòng cũng có chút không có yên lòng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bằng vào thực lực của mình, không tá trợ ngoại lực. Ngươi sẽ không phải đã thông qua được à? Tiêu Phàm đột nhiên cổ quái nhìn xem Tà Vũ nói. Thông qua được, Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm cũng là quái dị nhìn xem Tà Vũ. Trong mắt đều là không thể tin, trong lòng thầm mắng biến thái. Ta đến tương đối sớm, liền thử xông một lần. Tà Vũ lơ đến cười cười, đáp phi sở vấn nói. Thần vô tâm bĩu môi, ngươi thử xông một lần, vậy rốt cuộc là thông qua, vẫn là không có thông qua. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, Tà Vũ có ý tứ là hắn đã thông qua được, trong lòng của hắn cũng 10 điểm không bình tĩnh. Đã từng Tiêu Phàm tự nhận là Tà Vũ cùng hắn thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, hiện tại xem ra, bản thân còn đánh giá thấp Tà Vũ thực lực, dù là đồng cảnh giới, hắn cũng chưa chắc có thể thắng qua Tà Vũ. Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, mặc dù trong lòng của hắn có một chút như vậy không phục, nhưng vẫn như cũ tự tin hết sức, tu luyện tới bây giờ, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ cho là mình yếu tại người khác. Tốt, ta cũng sẽ đi, Tiêu Phàm gật đầu nói. Trong mắt lóe lên một cỗ không chịu thua thần sắc. Tà Vũ đều có thể vượt qua, hắn Tiêu Phàm tự nhiên cũng có thể vượt qua. Tà Vũ cười cười, bưng chén rượu lên kính Tiêu Phàm một chén, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Ngươi liền cho là ta nhất định có thể đủ vượt qua. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tà Vũ nói, cái này Tà Vũ không khỏi cũng quá tin tưởng mình a. Một cái có thể thông qua Bách Sát Tháp 100 tầng khảo nghiệm người. Ta tin tưởng hắn khẳng định có thể thông qua. Tà Vũ ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm mặt ngoài 10 điểm bình tĩnh, nhưng trong lòng là kinh ngạc hết sức. Cái này Tà Vũ là làm thế nào biết bản thân thành công thông qua được Bách Sát Tháp tầng thứ 100? Ta tin tưởng cũng có thể.
Tiêu Phàm nâng chén uống, cười cười nói. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt, cung gia, hẳn tạm thời không dám trắng trợn tới tìm ngươi phiền phức, bất quá ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Tả Vũ uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó đứng dậy, quay người chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, bất quá hắn cũng không cho rằng cung gia là e ngại Tả Vũ thực lực, điều này cũng làm cho hắn đối với Tả Vũ thân phận càng hiếu kỳ hơn lên. Tả Vũ rời đi, Thần Vô Tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thở sâu nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, người thật muốn đi sông Bách Sát Các Bách Sát Tuyệt Trận. Người cứ nói đi, Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia vẻ đăm chiêu. Muốn đi vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, sông Bách Sát Các Bách Sát Tuyệt Trận, đây là duy nhất phương pháp, ít nhất là hắn cái này người không có bất kỳ bối gì duy nhất phương pháp. Mặc dù nhân tộc thí luyện cổ lộ, hắn cũng muốn đi vào, nhưng cùng vạn tộc thí luyện cổ lộ so sánh, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn từ bỏ. Mặt khác, từ Tà Vũ trong lời nói, cho dù tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, cũng là cũng có khả năng trở lại nhân tộc thí luyện cổ lộ, bởi vì vạn tộc thí luyện cổ lộ cũng là tương thông. Tiêu Phàm không biết là, nếu như hắn có thể đủ xông qua Bách Sát Tuyệt Trận, cái kia nhân tộc thí luyện cổ lộ, cũng đồng dạng có thể có tư cách tiến vào. Thì Vũ, người tìm gian khách sạn ở lại, ta đây liền đi Bách Sát Các một chuyến. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu như cũng đã làm quyết định, vậy không bằng hiện tại liền đi thử một chút. Ta với ngươi cùng một chỗ a, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Diệp Thi Vũ lắc đầu, nhu tình cười nói. Nàng không có ngăn cản Tiêu Phàm đi mạo hiểm, bởi vì nàng biết rõ, phu quân mình làm quyết định, là không thể nào thay đổi. Hơn nữa, nàng càng tin tưởng Tiêu Phàm thực lực, nhất định có thể đủ xông qua Bách Sát Các thí luyện trận pháp. Ta cũng đi, Thần Vô Tâm cũng bỗng nhiên đứng dậy, hắn cũng muốn biết, mình cùng Tiêu Phàm sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Người đi làm cái gì? Làm bóng đèn sao? Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn Thần Vô Tâm một cái. Cái gì bóng đèn? Thần Vô Tâm không hiểu gãi gãi đầu, không minh bạch Tiêu Phàm ý nghĩa. Tiêu Phàm lười nhác cùng hắn giải thích, cái từ này Thần Vô Tâm xác thực không biết, bất quá hắn rất khó chịu Thần Vô Tâm ở đâu đều đi theo hắn. Một điểm tư nhân không gian đều không có. Hắn rất muốn cùng Thần Vô Tâm nói, tiểu gia quen với ngươi lắm sao? Chỉ là lời đến khóe miệng, Tiêu Phàm vẫn là không nói ra miệng, Thần Vô Tâm dù sao cũng là tu la tộc, tương lai khẳng định cũng sẽ trở thành thuộc hạ của mình, cho nên cũng liền không đánh hắn. Rời đi tử lâu, ba người không bao lâu liền tới đến một mảnh rộng lớn quảng trường, xa xa nhìn lại, một tòa cổ điển đại điện tọa lạc tại quảng trường cuối cùng. Đại điện lộ ra một loại túc sát chi khí, lưu lại năm tháng tang thương dấu vết, nhất là phía trên cung điện khối kia bảng hiệu, phía trên khắc lấy ba chữ, tựa như ba thanh tuyệt thế thần kiếm treo ở đỉnh đầu bọn họ. Thân phận bài, tham gia qua Bách Sát chiến trường, đem quân công bài giao ra. Đi tới một ngụm trước cửa sổ, một lão già cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm giao ra thân phận ngọc bài cùng quân công bài, lão già ngay sau đó nhận lấy. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị ghi danh thời điểm, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi chính là Kiếm Hồng Trần. Xem như thế đi, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, lão giả này vậy mà nhận biết mình. Ngươi chờ ta một chút, lão giả nắm lên thân phận ngọc bài cùng quân công bài bỗng đứng dậy, để lại một câu nói liền không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng cười sang sảng vang lên, tiểu tử ngươi. Vẫn là tới. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy một cái lưng hùng vai gấu trung niên nam tử đi tới, ánh mắt hơi sáng, hơi hơi khom người nói, Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lãng Thiên, lúc trước nếu như không phải Lãng Thiên đuổi tới, Tiêu Phàm bọn họ có thể chưa hẳn có thể sống sót. Lãng Thiên khẽ gật đầu, đem thân phận ngọc bài cùng quân công bài giao cho Tiêu Phàm, cười nói, ta là Bách Sát Các nhị trưởng lão Lãng Thiên. Người có thể xưng ta là Lãng Đại Ca. Lãng Đại Ca, bên cạnh lão giả nghe vậy, kinh ngạc nhìn Lãng Thiên một cái, ngay sau đó hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm một cái thần vương cảnh, có tài đức gì để Lãng Thiên đối đãi như vậy. Hắn lại biết Lãng Thiên làm người, có thể làm cho Lãng Thiên ngang hàng luận giao người, thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, huống chi một cái thần vương cảnh tu sĩ. Tiêu Phàm cũng biết Lãng Thiên lấy lòng, chỉ là hắn không biết. Lãng Thiên vì sao sẽ đối xử với chính mình như thế một cái thần vương cảnh tu sĩ?
chỉ dựa vào bản thân bách sát bảng người thứ ba thành tích sao? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, điều này hiển nhiên là không thể nào, trừ phi, Lãng Thiên biết mình là Tu La tộc thân phận. Vậy vãn bối cản rỡ, Tiêu Phàm cũng không cự tuyệt, chỉ là cười cười nói. Ngươi là chuẩn bị gia nhập bách sát các, vẫn là đế cung đây. Lãng Thiên cười ha ha một tiếng, tựa như cũng ở vì nhận Tiêu Phàm cái này đệ đệ mà cảm thấy kích động. Chỉ là hắn nói ra lời này thời khắc, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, tựa như 10 điểm chờ mong Tiêu Phàm đáp án. Lãng đại ca, ta nghĩ xông bách sát các bách sát tuyệt trận. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi, hết sức trịnh trọng nói ra. Cái gì, Lãng Thiên còn chưa mở miệng, phía sau hắn lão giả trực tiếp kêu sợ hãi mà ra, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Lãng Thiên cũng là hơi sững sờ, kích động sau khi, cũng hơi kinh ngạc. Kích động là, Tiêu Phàm xông bách sát các bách sát tuyệt trận, nhất định phải gia nhập bách sát các. Mà kinh ngạc là, hắn biết rõ Tiêu Phàm thực lực bất phàm, nhưng nếu muốn xông qua bách sát các bách sát tuyệt trận, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đoạn thời gian trước xuất hiện một cái tà vũ, đã phá vỡ hơn mấy ngàn năm ghi chép, chẳng lẽ hiện tại lại muốn xuất hiện một cái sao? Lãng Thiên ngâm khẽ chốc lát, trịnh trọng hỏi, người nghĩ thông suốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lãng Thiên lo lắng cũng không giả, bách sát các bách sát tuyệt trận, nguyên bản đã hơn mấy ngàn năm không có người xông qua. Bách sát các mặc dù có tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch, nhưng ba cái này từ ngàn năm nay, bên ngoài còn chưa bao giờ người từng chiếm được danh ngạch này, trừ bỏ vài ngày trước tà vũ. Nhưng là tà vũ là người phương nào, đây chính là quái vật kia đồ đệ a, xông qua ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Mà Tiêu Phàm đây, hắn không có đại bối cảnh, cũng không có ai chỉ điểm, liền dựa vào tự mình tu luyện đi đến bây giờ, lại có thể xông qua bách sát tuyệt trận. Phải biết, đây chính là 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả vây công a, bình thường thần vương cảnh tu sĩ, đoán chừng liền một cái hô hấp đều không chịu đựng nổi, cũng sẽ bị 10 tôn đại đế nghiền sát. Dù là Tiêu Phàm thiên phú lại làm sao cường đại, có thể nghĩ muốn xông qua bách sát tuyệt trận, vậy cũng không khác nói mơ giữa ban ngày. Nghĩ thông suốt, Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng gật gật đầu, hắn cũng biết Lãng Thiên đang lo lắng cái gì. Lãng Thiên vẫn còn có chút do dự, nói Tiêu Phàm, người cần phải biết rằng, cái này bách sát tuyệt trận chưa vượt qua hậu quả. Hậu quả gì, Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, một bên Diệp Thi Vũ liền lo lắng, tà Vũ cũng không có cùng bọn hắn nói những vật này, chẳng lẽ cái này thí luyện rất nguy hiểm sao? Lãng Thiên nhìn Diệp Thi Vũ một cái, ánh mắt lại rơi vào Tiêu Phàm trên người. Nói kẻ thất bại, chết không có chỗ chôn. Lời này vừa nói ra, Diệp Thi Vũ sắc mặt biến hóa, một mặt lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói, phu quân, ngươi. Không chờ hắn mở miệng, Tiêu Phàm liền cắt đứt lời của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thi Vũ ngọc thủ, tự tin nói, yên tâm đi, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, một cái trận pháp mà thôi, không làm khó được ta. Diệp Thi Vũ thật sâu gật đầu, Tiêu Phàm tâm ý đã quyết. Lấy nàng đối với Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Lãng Thiên bên cạnh lão giả lại là xem thường quét Tiêu Phàm một cái, trong lòng khinh thường nói, cái này tiểu tử thật đúng là tự cho là đúng. 3000 năm nay, trừ bỏ cái kia tà vũ, chưa bao giờ có người từng thành công, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đương nhiên, lão giả tuyệt đối là không dám đem lời này nói ra được, vì việc này đắc tội Lãng Thiên, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Lãng Thiên trầm ngâm lúc này, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, nói tốt, người nghĩ lúc nào xông trận. Hiện tại, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói ra, hắn đến bách sát các, chính là vì xông trận. Chẳng lẽ tiểu tử này vội vã đi chịu chết sao? Thần vô tâm cùng bên cạnh lão giả trong lòng đồng thời nói ra, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm hiện tại xông trận, không khác chịu chết. Lãng Thiên ngược lại là không có khinh miệt Tiêu Phàm. Ngược lại đối với Tiêu Phàm có chút lau mắt mà nhìn, biết rõ khó khăn, hắn lại không sợ hãi chút nào, đây mới thực sự là cường giả hẳn là có được dũng khí. Đi theo ta, Lãng Thiên gật gật đầu, mang theo Tiêu Phàm bọn họ hướng bách sát các bên trong đi đến. Không bao lâu, Tiêu Phàm muốn xông trận tin tức liền nhanh chóng truyền bá ra, man hoang cổ thành tu sĩ nghe nói việc này, tất cả đều rối loạn lên. Cái kia biệt hiệu kiếm hồng trần Tiêu Phàm muốn xông bách sát tuyệt trận. Hắn là chán sống rồi sao, ta nhớ được trận pháp kia, đã 3000 năm không có người thành công xông qua a.
Không đúng, đoạn thời gian trước có một cái gọi là Tà Vũ người thành công xông qua, bất quá, ta vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm có thể thành công. Nếu như Bách Sát Tuyệt Trận dễ dàng như thế liền có thể vượt qua, lại làm sao có thể 3.000 năm không có người thành công qua. Bách Sát Các cũng sẽ không xuống dốc cho tới bây giờ trình độ. Ai nói không phải đây? Lúc trước Bách Sát Các, danh dương thái cổ thần giới, có thể cái này mấy ngàn năm nay, ai còn nhớ kỹ Bách Sát Các, dù là chủng tộc khác, cũng chỉ biết ta nhân tộc đế cung mà thôi. Man hoang cổ thành, khắp nơi đều đang nghị luận Tiêu Phàm xông Bách Sát Tuyệt Trận sự tình, có lỗi kinh ngạc, có chấn kinh, cũng có khinh thường. Lúc này, Bách Sát Các bên ngoài quảng trường liền tụ tập đến hàng vạn mà tính tu sĩ, lít nha lít nhít, đều muốn trước tiên biết rõ Tiêu Phàm xông trận kết quả. Nơi xa, một gian tửu lâu bên trên, Tà Vũ một gối nghiêng ngồi, tựa ở hàng rào trên cây cột, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói ta tin tưởng ngươi có thể thành công, chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng không thể chờ đợi. Tà Vũ cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại nhanh như vậy liền xông Bách Sát Tuyệt Trận. Mà Cung Gia Cung Sở nghe được cái này tin tức, cũng liền bận bịu mang theo mấy người thuộc hạ đi tới Bách Sát Các bên ngoài xem náo nhiệt, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng. Xem ra, không cần bản thiếu gia tự tay lấy hắn tiện mệnh, chính hắn liền muốn đi chịu chết. Cung Sở hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nguyên bản bị Tà Vũ bước đi, trong lòng của hắn phẫn nộ dị thường, một mực phái người trong bóng tối hướng về Tiêu Phàm, chính là đang tìm cơ hội diệt Tiêu Phàm. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại muốn xông Bách Sát Các tuyệt sát trận, đây quả thực là cùng muốn chết không hai a. Thiếu chủ, tiểu tử này ngược lại là thông minh, biết rõ nếu như rơi vào thiếu chủ trên tay tất nhiên sẽ sống không bằng chết, chẳng bằng trực tiếp tự sát, dạng này còn có thể tranh thủ mọi người ánh mắt, trước khi chết cũng dương danh một lần. Cung Sở một cái cấp dưới nịnh nọt nói. Nói rất hay, bản thiếu gia liền ở chỗ này chờ hắn chết, đến lúc đó, ta sẽ chiếu cố thật tốt nữ nhân của hắn, ha ha. Cung Sở thoải mái cười một tiếng, tựa như đã thấy Tiêu Phàm chết ở trong Bách Sát Tuyệt Trận một màn. Người ở chỗ này, cơ hồ không có người cho rằng Tiêu Phàm có thể thành công xông qua Bách Sát Tuyệt Trận, nếu có, cũng chỉ có Diệp Thi Vũ cùng Tà Thần hai người. Lúc này, Tiêu Phàm ở Lãng Thiên hướng dẫn dưới, xuyên qua tầng tầng thủ vệ, đã tới một tòa đại điện bên ngoài. Đại điện toàn thân đen kịt, 10 điểm cổ điển, nếu như đặt ở địa phương khác, một chút cũng không thu hút. Nhưng là, Tiêu Phàm biết rõ, trước mắt tòa đại điện này, chính là trong truyền thuyết Bách Sát Tuyệt Trận. Tiêu Phàm, người phải nhớ kỹ, muốn sống sót, liền không thể chính diện va chạm, cố gắng kiên trì thời gian một nén nhang. Lãng Thiên nhắc nhở nói. Ở bên cạnh hắn, còn nhiều thêm một cái áo bào đen lão đầu, có chút không thích nhìn xem Tiêu Phàm nói, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ còn kịp, có thể chiếm lấy Bách Sát bảng đệ tam, tiền đồ của ngươi sẽ không quá kém. Không cần thiết đem mệnh bỏ ở nơi này. Lão giả này tên là Hứa Vân Minh, chính là Bách Sát Các phân các đại trưởng lão, mặc dù hắn ngữ khí không tốt, nhưng Tiêu Phàm nhưng cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói một tia quan tâm ý tứ. Bất quá Tiêu Phàm lại tựa như không nghe được lời nói của hắn ngữ đồng dạng, mà là nhìn về phía Lãng Thiên nói, Lãng đại ca, nếu như sớm thông qua Bách Sát Tuyệt Trận, có tính là thành công hay không? Sớm thông qua... Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh một trận kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi thật đúng là hắn nha cảm tưởng, liền bằng ngươi một cái thần vương cảnh đỉnh phong, có thể chém giết 10 cái đại đế trung kỳ cường giả, sớm thông qua sao? Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn thời gian một nén nhang bên trong chém giết 10 tôn đại đế hay sao? Lãng Thiên còn chưa mở miệng, Hứa Vân Minh liền lạnh rên một tiếng. Hắn thấy, Tiêu Phàm chỉ là một cái mua danh chuộc tiếng, không có quy tắc tiểu tử. Quá tự cho là đúng. Nếu như hắn có thể đủ chém giết 12 vị đại đế, vậy cái này 3.000 năm nay, nhân tộc 3.000 vực người đều là phế vật sao? Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, hắn thật đúng là có ý nghĩ này, hắn thực lực làm không được, nhưng là, cũng không đại biểu hắn mượn nhờ thủ đoạn khác làm không được. Tốt rồi, Lãng đại ca, mở ra trận pháp A. Tiêu Phàm lười nhác giải thích, thở sâu, cất bước hướng về đen nhánh cung điện đi đến. Bang, đại điện chi môn ở Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh dưới thao túng ầm vang mở ra, một cỗ khí tức quái dị đập vào mặt, Tiêu Phàm mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía đại điện bên trong. Nhưng mà, một đạo màn ánh sáng màu đen ngăn tại cửa điện chỗ, đám người căn bản không thấy rõ đồ vật.
Tiêu Phàm không chần chờ, nện bước kiên định bước chân, xuyên qua màn sáng, tiến vào đại điện bên trong. Hắn không có dừng lại, giờ phút này trong lòng của hắn kìm nén một hơi, đó là một ngụm vô địch khí, hắn sợ mình một chút do dự, liền đem khẩu khí này cho tan hết. Diệp Thi Vũ mặc dù tràn đầy lo lắng, nhưng cũng không có ngăn cản Tiêu Phàm, mà là lựa chọn nội tâm cầu nguyện, hy vọng Tiêu Phàm có thể thành công xông qua trận pháp. Tiêu Phàm bóng lưng xuyên qua màn sáng trong nháy mắt, đại điện chi môn ầm ầm đóng cửa, một đạo huyết sắc cột sáng bỗng phóng lên tận trời, ai cũng không biết đại điện bên trong xảy ra chuyện gì. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, thời gian một nén nhang sau lại. Lãng Thiên thở sâu, lúc này mới bình phục một lần suy nghĩ. Hắn điều tra qua Tiêu Phàm tất cả tin tức, đã mơ hồ đoán được Tiêu Phàm khả năng đã xông qua Bách Sát Tháp 100 tầng, cho nên hắn ở trước mặt Tiêu Phàm không có sĩ diện, thậm chí tự hạ thân phận cùng Tiêu Phàm kết giao. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tiêu Phàm đến một lần Bách Sát Các liền muốn xông Bách Sát tuyệt trận. Kinh ngạc và lo lắng sau khi, hắn cũng hy vọng Tiêu Phàm có thể vượt qua, tốt xấu Tiêu Phàm cũng là thành công thông qua Bách Sát Tháp 100 tầng người. Giờ khắc này, Bách Sát Các bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người quên đi trào phúng, lựa chọn lẳng lặng chờ đợi. Bọn họ muốn nhìn một chút, cái này tự cho là đúng thần vương cảnh tiểu tử, đến cùng có thể ở trong truyền thuyết bên trong Bách Sát tuyệt trận kiên trì thời gian bao nhiêu. Mười hơi, Bách Sát tuyệt trận còn đang vận chuyển, rốt cục có người đánh vỡ bình tĩnh, lên tiếng kinh hô nói. Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy Bách Sát Các chỗ sâu, có một đạo huyết sắc cột sáng trùng thiên chập chờn, đây là Bách Sát tuyệt trận vận chuyển tiêu chí, cũng là thuận tiện ngoại nhân quan sát. Chỉ cần cột sáng chưa tiêu mất, cũng liền đại biểu Bách Sát tuyệt trận như trước đang vận chuyển, bên trong sấm quan giả còn sống. Một khi sấm quan giả thất bại, cũng chính là tử vong, cái này một đạo huyết sắc cột sáng liền sẽ tự hành biến mất. Cũng khó trách đám người khiếp sợ như vậy, ở thần vương cảnh đỉnh phong, liền có thể ở 10 tôn đại đế cảnh trung kỳ cường giả trước mặt kiên trì 10 hơi thời gian, cái này đã đủ để chứng minh Tiêu Phàm thiên phú yêu nghiệt. 10 hơi mà thôi, muốn có được vạn tộc cổ lộ danh ngạch, nhưng là muốn kiên trì thời gian một nén nhang, 10 hơi thời gian hoàn toàn có thể xem nhẹ. Lại có người khinh thường nói, không quá xem trọng Tiêu Phàm có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Cùng lắm thì chờ thời gian một nén nhang sẽ biết, nếu không phải là chết rồi. Nếu không phải là thành công, không thời khắc tất yếu chú ý, bất quá, ta cảm thấy, hắn nhiều nhất kiên trì 30 cái hô hấp mà thôi. Cũng có người lơ đễnh nói. Rất nhiều người cũng âm thầm gật đầu, 30 cái hô hấp, một dạng cũng chỉ có đại đế cảnh tiền kỳ bên trong thiên tài có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhưng mà, 30 cái hô hấp rất nhanh sói mòn, đạo kia huyết sắc cột sáng vẫn như cũ bản lĩnh hết sức cao cường. Chẳng lẽ hắn có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian? Có người kinh ngạc, cực kỳ không tin. Nhưng sự thật lại để cho bọn họ thất vọng rồi, thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, cột sáng vẫn như cũ vẫn tồn tại, giờ khắc này, toàn trường tu sĩ thực chấn kinh rồi. 3.000 năm nay, không phải không người xông Bách Sát tuyệt trận, tương phản, xông Bách Sát tuyệt trận tu sĩ ngược lại không ít. Nhưng 3.000 năm... chưa bao giờ có người ở trong Bách Sát tuyệt trận giữ vững được thời gian uống cạn nửa chén trà, đương nhiên, Tà Vũ ngoại lệ. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà phá vỡ 3.000 năm ghi chép, mà lại còn đang kiên trì, cái này khiến đám người làm sao bình tĩnh đây? Chẳng lẽ Tà Vũ thành công lấy được vạn tộc cổ lộ danh ngạch về sau, Tiêu Phàm muốn trở thành lại một cái sao? Hắn nhất định phải chết, cung sở không cách nào bình tĩnh. Hắn một mực đang chờ Tiêu Phàm chết. Có thể thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Phàm còn sống, trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu, Tiêu Phàm có lẽ thật sự có khả năng xông qua Bách Sát tuyệt trận. Nếu là Tiêu Phàm thành công, cái kia chắc chắn thụ Bách Sát Các coi trọng, lấy thiên phú của hắn, trưởng thành, đến lúc đó nếu là nhớ thù mà nói, lại có mấy người là đối thủ của hắn. Chẳng biết tại sao, cung sở trong lòng có chút hoảng, bất kể như thế nào, hắn đều phải nhanh một chút giết chết Tiêu Phàm. Thời gian uống cạn chung trà chớp mắt liền qua, Bách Sát Các chỗ sâu cột máu giờ phút này là biết bao lóa mắt, đỏ tươi như máu, xông thẳng tới chân trời, cơ hồ hấp dẫn man hoang cổ thành phần lớn người ánh mắt. Man hoang cổ thành các đại thế lực người cầm quyền nhao nhao đi ra cung điện, nhìn về phía Bách Sát Các vị trí, trên mặt lộ ra ngưng trọng.
chẳng lẽ lại có người muốn xông qua bách sát tuyệt trận sao? Có người khẽ nói, thanh âm khàn khàn, tựa như lão tử khác một phiến thời không, bắt không đến chân thân. Thời đại vàng son lại muốn tới trước khi, cũng có người cảm thán như thế, trong giọng nói tràn đầy phức tạp. Kẻ này nếu là có thể sống sót, nhất định phải hết sức lôi kéo, cho dù lôi kéo không được, cũng tận lực đừng đắc tội. Rất nhiều đại năng cấp bậc nhân vật vội vàng cho gia tộc mình người cầm quyền ban bố một đạo mệnh lệnh. Có thể thành công xông qua bách sát tuyệt trận người, đáng giá bọn họ trịnh trọng như vậy đối đãi. Thời gian từng chút xói mòn, man hoang cổ thành đều trở nên bắt đầu trầm mặc, bọn họ đều đang đợi, chờ lấy thời gian một nén nhang xói mòn. Chuyện giống vậy, phát sinh tại một tháng trước đó, chẳng qua là khi bọn họ biết rõ xông bách sát tuyệt trận người là Tà Vũ lúc. Rất nhiều người tất cả đều bình thường trở lại, tựa như bọn họ đã sớm biết Tà Vũ có thực lực như vậy. Nhưng là hôm nay, vượt ải lại là một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, loại này chấn kinh trình độ tự nhiên muốn cao một chút. Gần, chỉ có cuối cùng mấy mười cái hô hấp. Thực lại có người muốn thành công, cái này Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường yêu nghiệt a, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, vậy mà cũng có thể xông qua bách sát tuyệt trận. Một khi hắn thành công, nhất định sẽ bị bách sát các điểm cuối cùng bồi dưỡng, thiên võ cổ vực cũng nước lên thì thuyền lên, đoán chừng lại không người dám đắc tội. Theo thời gian một nén nhang chậm rãi tới gần, đám người cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương lên, tựa như đang xông bách sát tuyệt trận chính là bọn hắn bản thân một dạng. Rất nhiều người có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân nhanh chóng nhịp tim, thiếu chút nữa thì muốn từ trong cổ họng bật đi ra. 3. Đột nhiên một tiếng vang giòn giống như tiếng sấm quanh quẩn trên không trung, sau một khắc, tất cả mọi người trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem không trung. Chỉ thấy đạo kia huyết sắc cột sáng như là sóng nước, tại hư không nổ tung, hóa thành vô số huyết sắc quang điểm chiếu xuống bách sát các bốn phía. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, rõ ràng chỉ còn lại có cuối cùng mấy thời gian mười hơi thở a, huyết sắc kia cột sáng tốt như vậy bưng bưng biến mất đây. Thất bại, đột nhiên. Có người lấy lại tinh thần, nhìn xem bách sát các phương hướng, không thể tin nói. Huyết sắc cột sáng biến mất đại biểu cái gì, đám người rất rõ ràng, một khi biến mất, cũng liền đại biểu bách sát tuyệt trận ngừng vận chuyển. Mà bách sát tuyệt trận ngừng vận chuyển, cũng không ở ngoài hai loại khả năng, một loại là thành công kiên trì thời gian một nén nhang, bách sát tuyệt trận tự nhiên ngừng vận chuyển. Mà đổi thành một loại là, xông trận giả thất bại, bị bách sát tuyệt trận chém giết. Tự nhiên cũng không có tiếp tục vận chuyển tất yếu. Nhưng bây giờ thời gian một nén nhang còn chưa tới a, điều này đại biểu cái gì, đám người làm sao không minh bạch đây? Bách sát các bên ngoài lâm vào yên lặng ngắn ngủi, trong lúc nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tựa như sôi trào nước sôi một dạng bắt đầu nghị luận. Thật là đáng tiếc, cuối cùng mấy chục cái hô hấp không có kiên trì. Đúng vậy a. Nếu là có thể lại kiên trì mấy chục cái hô hấp, liền có thể thành công xông trận, lấy được vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch, thực sự khá là đáng tiếc. Cái này có gì đáng tiếc, điều này nói rõ hắn thực lực vốn là không tư cách lấy được vạn tộc cổ lộ thí luyện danh ngạch, chết cũng xứng đáng, ai bảo chính hắn thấy không rõ thực lực của mình đây. Chính là, bách sát tuyệt trận nếu là dễ dàng như vậy vượt qua, cái này 3.000 năm nay, cũng không khả năng không có người vượt qua, chẳng lẽ hắn là thiên tài. Người khác cũng là phế vật sao? Cái kia Tiêu Phàm quá tự cho là đúng, bản thân vì lấy được bách sát bảng người thứ ba liền vô địch thiên hạ, cái kia chỉ là bởi vì ta man hoang cổ vực thiên tài chân chính căn bản khinh thường tham gia bách sát chiến trường mà thôi. Đủ loại tiếc hận, châm chọc, khinh thường thanh âm vang lên, bách sát các bên ngoài lẫn lộn cùng nhau. Ha ha, ta liền nói hắn khẳng định sống không được, nghĩ xông bách sát tuyệt trận, nhất định chính là người si nói mộng. Cung sở, thế giới chi lực, chính là đại đế cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng, nói chung, thần vương cảnh là mong muốn mà không thể tức. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại là có thể rõ ràng bắt được thế giới chi lực cùng hắn quỹ tích vận hành, cái này khiến hắn làm sao không khiếp sợ đây. Trong lòng của hắn cũng càng hiếu kỳ hơn, nghịch loạn chi đồng, rốt cuộc là cái gì đồng thuật, như thế nào như thế nghịch thiên. Thế nhưng thời khắc này nguy cơ. Không cho phép Tiêu Phàm cảm khái, trong con ngươi của hắn, một đạo điểm sáng màu đỏ ngòm nhanh chóng tới gần, gào thét mà tới. Đây là cái kia khống chế hỏa diễm thế giới lực đại đế.
Tiêu Phàm rất nhanh phán đoán mà bỏ ra. Ở chưa mở ra nghịch loạn chi đồng trước, Tiêu Phàm nhìn bằng mắt thường chính là một con người thực sự. Nhưng là bây giờ, ở nghịch loạn chi đồng bên trong, người kia đã biến thành một nguồn năng lượng, nhiều nhất cũng chính là cái này năng lượng tương đối khủng bố mà thôi. Chấn kinh sau, Tiêu Phàm chân đạp phong chi pháp tắc hướng về một bên tránh đi, bất quá vẫn như cũ bị ngọn lửa kia năng lượng lau đi đầu vai trong nháy mắt bốc cháy lên một mảnh hỏa diễm, phần luyện Tiêu Phàm nhục thân. Ngọn lửa thật là bá đạo thế giới chi lực, Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, cũng may hắn vô tận chi hỏa cũng không yếu, cho dù không có đột phá đế cấp, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Trong chớp mắt, vô tận chi hỏa bao phủ Tiêu Phàm toàn thân, đem đầu vai hỏa diễm thế giới lực lượng thôn vệ hầu như không còn. Chủ nhân, cái này là đồ tốt, ta muốn càng nhiều. Vô tận chi hỏa hưng phấn kêu to lên, tựa như đói khát hán tử, gặp được không đến mảnh vải tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng, con mắt đều kém chút trợn lồi ra. Ngọn lửa này năng lượng, đối với nó mà nói nhất định chính là vật đại bổ, thậm chí so trước đó cắn nuốt minh vương âm hỏa hỏa diễm tinh hoa còn muốn thuần túy. Vô tận chi hỏa trong lòng có loại ý nghĩ, nếu là thôn phệ nơi này tất cả hỏa diễm năng lượng, bản thân có lẽ có thể bước vào đế cấp cũng không nhất định. Tốt, Tiêu Phàm tự nhiên không cách nào cự tuyệt vô tận chi hỏa thỉnh cầu, hắn cũng biết vô tận chi hỏa ý nghĩ. Đối phó cái này hỏa diễm thế giới lực lượng, dựa vào vô tận chi hỏa như vậy đủ rồi, có thể ngoài ra còn có 9 loại thế giới chi lực năng lượng đây. Trầm tư thời khắc, có một đoàn năng lượng màu xanh quét trúng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ nhanh chóng sói mòn, đáng sợ thời khắc. Thanh mục thế giới chi lực, Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm. Hắn nghịch loạn chi đồng, dĩ nhiên nhìn thấy 10 tôn đại đế cảnh trung kỳ cường giả bản thể, có thể tốc độ của hắn vẫn như cũ kém xa tít tắp, cùng những cái này đại đế cảnh trung kỳ cường giả không còn cùng một cái cấp độ. Cũng may Tiêu Phàm nghịch loạn chi đồng còn có thể nhìn thấy thế giới chi lực quỹ tích vận hành, sớm chút có phán đoán. Bằng không còn phải ăn càng nhiều thua thiệt. Mấy chục cái hô hấp xuống tới, Tiêu Phàm đã vết thương chằng chịt, 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả vây công, thật không phải đùa giỡn. Tiêu Phàm một người có lẽ có thể độc chiến một cái đại đế cảnh trung kỳ cường giả, nhưng là mặt đối với 10 tôn, hắn cũng không thể tránh được. Nhiều lần hắn đều chuẩn bị sử dụng thời không thiên châu lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hiện tại mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Huống chi, vô tận chi hỏa còn đang thôn vệ cái kia hỏa diễm thế giới lực lượng, nếu như cứ như vậy rời đi, hắn không cam lòng. Hơn nữa, Tà Vũ đều có thể ở trong này kiên trì một nén nhang, bản thân làm sao lại không thể kiên trì đây? Nếu như sử dụng thời không thiên châu lực lượng, quả thật có thể diệt cái này 10 tôn đại đế, nhưng hắn trong lòng qua không được cái kia đạo khảm. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn tiếp tục đối kháng 10 tôn đại đế, có vô tận chi hỏa tham dự, cái kia hỏa diễm thế giới lực lượng ngưng tụ đại đế cường giả đã uy hiếp không được Tiêu Phàm tính mệnh. Hắn hiện tại phải giải quyết, chỉ còn lại có cái kia 9 vị đại đế. Chỉ là bây giờ trừ bỏ thời không thiên châu bên ngoài, hắn cơ hồ át chủ bài ra hết, có mạnh hơn cũng căn bản không có khả năng mạnh tới đâu. Đúng rồi, thế giới chi lực. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Ngay sau đó, Tiêu Phàm khí thế vậy mà lần nữa tăng cường, ở hắn quanh thân, ẩn ẩn có một loại kỳ diệu năng lượng đang chấn động. Ta nội thiên địa, xa so với đại đế cảnh tiền kỳ thế giới còn rộng lớn hơn cùng cứng cỏi, không biết đem những thế giới này lực lượng, nuốt vào nội thiên địa sẽ như thế nào đây? Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới. Nói làm liền làm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Ở Tiêu Phàm trước người bỗng xuất hiện một cái vòng xoáy, mắt thấy một đoàn năng lượng oanh sát mà tới thời khắc, Tiêu Phàm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi tử huyết sắc yêu dị chi kiếm. Phốc suy một tiếng, một đoàn năng lượng bị Tiêu Phàm chém xuống, đồng thời thân thể của hắn cũng bị một đạo lực lượng đánh bay, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bây giờ Tiêu Phàm thi triển tu la đệ tam biến, nhục thân đạt đến một cái đáng sợ cấp độ, dù là đại đế trung kỳ uy lực đánh ở trên người hắn, cũng không thể trong nháy mắt hủy diệt hắn. Thân thể cường đại, đã trở thành hắn hiện tại cơ hồ duy nhất ưu thế. Hắn không có thời gian tới kịp may mắn, liền thao túng vòng xoáy thôn vệ đoàn kia chém xuống năng lượng, ném vào bên trong nội thiên địa. Đồng thời, Tiêu Phàm thao túng nội thiên địa lực lượng, nhanh chóng luyện hóa thế giới lực.
Ở trong quá trình luyện hóa, toàn bộ nội thiên địa đều rung động kịch liệt, bên trong sinh linh càng là kinh ngạc nhìn lấy thiên khung. Chờ trở lại thiên võ vực, muốn đem chiến hồn đại lục người thả đi ra mới được. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, lần trước luyện hóa chiến hồn đại lục, còn chưa kịp chuyển di chiến hồn đại lục tu sĩ. Hiện tại bọn hắn ngay tại bản thân bên trong nội thiên địa, bản thân bậc này cử động, đối bọn hắn mà nói, không khác tương đương với thiên biến. Cũng may trừ bỏ khủng hoảng bên ngoài, đối với bọn hắn không có mặt khác nguy hại. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bách sát tuyệt trận bên trong thế giới chi lực cực kỳ nồng đậm, Tiêu Phàm thưởng thức đến lợi lộc, tự nhiên cũng không có bỏ qua ý nghĩa. Hắn loại phương pháp này, không khác là ở phá giải trận pháp, một khi hắn đem tất cả thế giới chi lực thôn vệ hầu như không còn, vậy cái này bách sát tuyệt trận cũng liền phế. Về sau bách sát các muốn tiếp tục khảo nghiệm những người khác, liền phải một lần nữa bố trí một cái bách sát tuyệt trận. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm thân thể thụ thương cũng càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ không thèm quan tâm. Theo thế giới chi lực giảm bớt, Tiêu Phàm áp lực cũng càng ngày càng nhỏ, này tăng kia giảm, nuốt mất cái này 10 tôn đại đế cảnh trung kỳ, phá mất trận pháp chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Phàm đắm chìm trong thôn vệ rồi rào thế giới chi lực trong vui sướng, sớm đã quên đi thời gian. Hơn nữa, cái này cùng 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả quá trình chiến đấu bên trong, Tiêu Phàm đối tự thân pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu, pháp tắc lĩnh vực chậm rãi hướng tới viên mãn. Ngoại trừ sinh tử pháp tắc lĩnh vực bên ngoài, sát lục pháp tắc, phong chi pháp tắc, cùng thời không pháp tắc, đều đang không ngừng hoàn thiện, không bao lâu, liền có thể triệt để viên mãn. Mà viên mãn ngày đó, cũng chính là hắn Tiêu Phàm đột phá đại đế cảnh thời điểm. Một nén nhang thời gian hẳn là không sai biệt lắm a, không biết ta có tính là thành công hay không. Tiêu Phàm nội thiên địa nuốt mất cuối cùng một sợi thế giới chi lực, âm thầm trầm ngâm nói. Theo thế giới lực biến mất, 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả sớm đã không thấy tăm hơi, không, chuẩn xác mà nói, là bách sát tuyệt trận bị phá rơi, hơn nữa còn là dùng man lực phá giải. Giờ phút này, Tiêu Phàm phát hiện mình đứng ở một tòa tiểu cung điện bên trong, chỉ là hắn căn bản cũng không biết qua bao lâu. Lúc này, Tiêu Phàm lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, lại là Diệp Thi Vũ lo lắng thanh âm. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm trả lời một câu, liền dứt khoát mở ra cửa đá đi ra ngoài. Tiêu Phàm Tiêu huynh, Lãng Thiên, Thần Vô Tâm cùng Tà Vũ nhìn thấy cửa đại điện chật vật áo bào đen thân ảnh, kêu lên. Mà Diệp Thi Vũ lại trực tiếp nhào vào Tiêu Phàm ôm ấp, mặc dù có Tiêu Phàm mệnh phù, biết rõ Tiêu Phàm chưa chết, có thể nàng nhìn thấy huyết sắc cột sáng biến mất lúc, vẫn như cũ lo lắng hết sức. Thẳng đến Tiêu Phàm dùng truyền tống ngọc phù truyền âm cho nàng, Diệp Thi Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc này Tiêu Phàm thân hình có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn như cũ mang theo ánh mặt trời ý cười. Tiêu Phàm, ngươi làm sao sớm đi ra? Lãng Thiên nhịn không được nghi ngờ trong lòng hỏi. Chỉ là lời còn chưa dứt, hắn và một bên sớm đã chấn kinh tới cực điểm Hứa Vân Minh hai người nhìn nhau, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Sớm đi ra, Tiêu Phàm sững sờ, hắn còn tưởng rằng một nén nhang sớm liền đi qua đây, vội vàng nói, Lãng đại ca, sớm đi ra sẽ không tính thất bại a. Lãng Thiên hơi hơi kinh ngạc, một mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, không biết còn tưởng rằng Tiêu Phàm cố ý trang. Bất quá hắn biết rõ, mình quả thật không cùng Tiêu Phàm nói những quy củ này, chỉ là nói cho Tiêu Phàm bách sát tuyệt trận nguy hiểm mà thôi. Hơn nữa trước đó Tiêu Phàm hỏi thời điểm, Hứa Vân Minh càng là trở thành một chuyện cười. Tiêu Phàm, ngươi sẽ không thực giết chết 10 tôn kia đại đế trung kỳ a? Bách sát các đại trưởng lão Hứa Vân Minh nhìn không được hỏi, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Xem như thế đi, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ trở lại nói. Hắn thấy, bách sát tuyệt trận đã bị hắn phá, bên trong không bao giờ còn có khả năng xuất hiện 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả, cũng tương đương với bị hắn giết chết. Chỉ là hắn giết chết 10 tôn đại đế trung kỳ thủ đoạn nhưng có chút đặc biệt, bởi vì hắn là cưỡng ép thôn vệ bách sát tuyệt trận bên trong thế giới chi lực. Nếu để cho hắn thực cùng 10 tôn đại đế cường giả chính diện tranh phong, Tiêu Phàm tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Không chỉ là hắn, Tiêu Phàm tin tưởng, Tà Vũ khẳng định cũng làm không được, hắn sở dĩ xông qua cửa ải này, nhất định là mượn nhờ thủ đoạn khác. Bằng không mà nói,
không có người có thể ở thần vương cảnh đỉnh phong, cùng 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả rằng có một nén nhang. Ngươi nói bậy, đột nhiên, Bách Sát các đại trưởng lão Hứa Vân Minh nổi giận nói, ngụm nước phun tung tóe, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Hứa lão, ngươi đây là ý gì? Lãng Thiên nhíu mày. Hắn mặc dù tôn trọng Hứa lão, nhưng là không hy vọng Hứa lão vu hãm Tiêu Phàm, dù sao Tiêu Phàm là hắn coi trọng người. Lãng Thiên, chẳng lẽ ngươi không biết, Bách Sát tuyệt trận chỉ là một cái trận pháp, 10 tôn kia đại đế căn bản là không giết chết sao? Hứa Vân Minh sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Lãng Thiên sầm mặt lại, ánh mắt của hắn cũng chuyển hướng Tiêu Phàm. Đúng vậy a, Bách Sát tuyệt trận chỉ là một cái trận pháp mà thôi, bên trong 10 tôn kia đại đế trung kỳ cường giả, căn bản liền giết không chết. Tiêu Phàm nói giết chết 10 tôn kia đại đế trung kỳ cường giả, không phải nói láo, thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm trong lòng có chút khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là buồn bực. Lão tử có hay không giết chết 10 tôn kia đại đế, các ngươi đi xem một chút không được sao? Không đợi Tiêu Phàm phản bác, một bên Tà Vũ đột nhiên mở miệng nói, Hứa Vân Minh, 10 tôn kia đại đế xác thực giết không chết, có thể nếu không chết, Bách Sát tuyệt trận liền sẽ không đình chỉ, Tiêu Phàm cũng không thể sớm ra đi. Nghe được Tà Vũ vậy mà gọi thẳng Bách Sát các đại trưởng lão danh tiếng, Tiêu Phàm lại là kinh ngạc, cái này Tà Vũ thân phận, xem ra thực không phải bình thường thần bí a. Không sai, Tà Vũ nói đúng. Lãng Thiên cũng trịnh trọng gật đầu, nói tuy nhiên từ Bách Sát tuyệt trận tồn tại đến nay, chưa bao giờ có người có thể đi trước thời hạn đi ra, nhưng cũng không đại biểu liền nhất định không có khả năng. Lãng Thiên, ta biết ngươi xem trọng hắn, có thể Bách Sát các quy củ không thể phá. Hứa Vân Minh trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Bình thường thời gian, Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh quan hệ trong đó cũng xem là tốt, nhưng là giờ phút này, Hứa Vân Minh lại là một điểm mặt mũi cũng không cho Lãng Thiên. Lãng Thiên cũng nhíu mày, trong lòng của hắn đối với Hứa Vân Minh vẫn còn có chút tôn kính, nhưng là hắn càng không muốn Tiêu Phàm mất đi vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch. Hứa tiền bối, vãn bối không biết ngươi nói quy củ là cái gì. Tiêu Phàm đột nhiên trầm giọng nói, lý giải Tiêu Phàm người đều biết rõ, hắn đã có chút khó chịu. Hứa Vân Minh khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái, cười lạnh nói, muốn có được tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch, nhất định phải ở trong Bách Sát tuyệt trận kiên trì một nén nhang, đây chính là quy củ. Ngươi mặc dù chỉ kém mấy chục cái hô hấp, nhưng vẫn không có đạt tới tiêu chuẩn này, tự nhiên cũng liền không tính thành công xông qua Bách Sát tuyệt trận. Vậy ta nếu như nói cho ngươi, cái này Bách Sát tuyệt trận đã bị ta phá, đợi ở bên trong lại thời gian dài cũng không có ý nghĩa, ngươi tin không? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Ngươi phá hết Bách Sát tuyệt trận, Hứa Vân Minh ngửa mặt lên trời cười to, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tiêu Phàm, không muốn ăn nói bừa bãi. Lãng Thiên nhẹ giọng quát lớn, ngay sau đó vừa tối bên trong cho đi Tiêu Phàm một ánh mắt, hiển nhiên hắn cũng không quá tin tưởng Tiêu Phàm. Lãng Thiên, ta nói, kẻ này quá tự cho là đúng, ngươi bây giờ tin sao? Hứa Vân Minh nụ cười dừng lại. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, không sợ nói cho ngươi, Bách Sát tuyệt trận tồn tại vô số năm tháng, mặc dù xông qua được không ít người, nhưng còn chưa bao giờ có người có thể phá mất Bách Sát tuyệt trận, ngươi bây giờ biết rõ ngươi đang nói gì sao? Lời này vừa nói ra, Lãng Thiên, Tà Vũ chờ tin tưởng Tiêu Phàm người đều trở nên bắt đầu trầm mặc. Nơi xa, một chút Bách Sát các tu sĩ nghe nói như thế, càng là không chút kiêng kỵ trào phúng lên. Phá mất Bách Sát tuyệt trận, cái này Tiêu Phàm không phải là người si nói mộng a. Không thể không nói, hắn có thể đủ kiên trì thời gian dài như vậy, thực lực quả thật không tệ, nhưng là nhân phẩm này, cũng quá kém một chút, vậy mà liên tiếp lừa gạt Hứa lão. Xem xét chính là địa phương nhỏ đi ra, ưa thích gạt người, nếu như không phải nhị trưởng lão che chở hắn, đoán chừng đại trưởng lão trực tiếp đem hắn đuổi ra Bách Sát các. Một chút tu sĩ trào phúng cùng khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ mặc dù không xông qua Bách Sát tuyệt trận, nhưng đều biết Bách Sát tuyệt trận một ít chuyện. Diệp Thi Vũ cùng Thần Vô Tâm đều thay Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh, mặc dù bọn họ tin tưởng Tiêu Phàm là sẽ không nói dối, cũng khinh thường tại nói dối. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, trên mặt hiện lên một vòng bất cần đời, cười khẩy nói, Bách Sát tuyệt trận không thể phá. Một cái phá trận mà thôi, rất lợi hại phải không? Một cái phá trận mà thôi, rất lợi hại phải không?
Lời này vừa nói ra, Bách Sát Các rất nhiều tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ, Hứa Vân Minh càng là kém chút bạo phát, bất quá lại bị Lãng Thiên ngăn lại. Lãng đại ca, nhận được hậu ái. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, dứt lời, hất lên áo bào nói, Bách Sát Các, quá khiến người ta thất vọng. Chậm đã, đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, lại là một cái kim bào trung niên nam tử đột ngột xuất hiện ở trước đại điện phương, trong lúc vô hình tản ra một cỗ cường đại uy áp, để hơi có vẻ sao động tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các chủ, sao ngươi lại tới đây? Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh hai người nhìn thấy hơi có vẻ kinh ngạc nhìn người tới nói. Các chủ, Bách Sát các chủ La Thông Thiên, hắn sao lại tới đây, một lần này phiền toái. Thần Vô Tâm trong lòng kinh hãi, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tiêu Phàm cũng khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ đến chỗ này sự tình vậy mà kinh động đến Bách Sát các chủ, bất quá việc đã đến nước này, Tiêu Phàm cũng không có mặt dày mày dạn nịnh bợ Bách Sát các ý nghĩa. Bách Sát các không muốn bản thân đều có thể gia nhập đế cung, hơn nữa hắn tin tưởng, Bách Sát các chủ cái này các đại nhân vật, cũng không tất yếu cùng bản thân tiểu nhân vật như vậy so đo. Chỉ là đáng tiếc, khả năng cũng không còn cách nào tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Ta sao lại tới đây? Bách Sát các chủ La Thông Thiên lạnh rên một tiếng, tức giận chừng Hứa Vân Minh cùng Lãng Thiên một cái, nói ta nếu không đến, một cái tuyệt thế thiên tài chẳng phải là bị các ngươi đuổi đi. Tuyệt thế thiên tài, Hứa Vân Minh cùng Lãng Thiên hai người nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. La Thông Thiên là ai, có thể được hắn xưng là tuyệt thế thiên tài người? Phóng nhãn man hoang cổ cương, cũng không có mấy cái a. Mà hiển nhiên, Tiêu Phàm chính là La Thông Thiên trong miệng tuyệt thế thiên tài. Diệp Thi Vũ, Thần Vô Tâm cùng Tà Vũ mấy người cũng là kinh ngạc không thôi, nghe một hơi này, La Thông Thiên là ở thay Tiêu Phàm nói chuyện a. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, La Thông Thiên khẳng định nhìn ra cái gì. Các chủ, đang lúc Hứa Vân Minh cùng Lãng Thiên chuẩn bị bắt đầu hỏi thăm thời khắc, cách đó không xa một đạo hốt hoảng thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy hai cái thủ vệ nhanh chóng bay tới, phù phù một tiếng quỳ ở cách đó không xa. Chuyện gì? La Thông Thiên nheo mắt, hơi không kiên nhẫn nói. Khởi bẩm các chủ, thuộc hạ hai người vừa mới điều tra, Bách Sát tuyệt trận không? Không thấy, trong đó một cái thủ vệ lấy dũng khí nói, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống xuống. Cái gì? Bách Sát tuyệt trận không thấy? Bốn phía không ít Bách Sát các tu sĩ nghe vậy, trực tiếp kêu sợ hãi mà ra. Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh cũng là kinh ngạc hết sức, sau đó ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng chuyển tới Tiêu Phàm trên người. Nếu như là bình thường, Bách Sát tuyệt trận không thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, bọn họ không chút do dự lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm vừa mới cũng đã có nói, Bách Sát tuyệt trận đã phá trận, sớm đã bị hắn phá. Trận pháp bị phá, tự nhiên cũng không có. Tiêu Phàm tiểu hữu, người thực phá Bách Sát tuyệt trận. Hứa Vân Minh khẽ run, mặt dạn mày dày mở miệng. Vừa rồi phải kể tới hắn quát lớn Tiêu Phàm quát lớn hung nhất, cho rằng Tiêu Phàm đang nói láo, nhưng bây giờ, hai cái thủ vệ lời nói, tựa như một bàn tay hung hăng quất vào trên khuôn mặt của hắn, không phải bình thường đau. Tiêu lão đệ, vừa mới là lỗi của chúng ta, hiểu lầm ngươi. Lãng Thiên đắng chát cười một tiếng, liền đối với Tiêu Phàm xưng hô cũng thay đổi, giờ khắc này, hắn mới thật sự là công nhận Tiêu Phàm. Tốt rồi, bản tọa đã biết, La Thông Thiên khoát tay một cái nói, tựa như đã sớm biết vấn đề này. Đám người cũng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vì sao La Thông Thiên sẽ đích thân chạy đến, cũng tán thành Tiêu Phàm cái này tuyệt thế thiên tài, nguyên lai hắn đã sớm biết Tiêu Phàm phá Bách Sát tuyệt trận. Yêu nghiệt a! Thần Vô Tâm cùng Bách Sát các tu sĩ trong lòng thầm mắng không thôi. Tà Vũ cũng cười khổ một hồi, bản thân mù thay Tiêu Phàm quan tâm, bản thân hao hết toàn lực mới thật không dễ dàng xông qua Bách Sát tuyệt trận. Tiêu Phàm ra hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp đem Bách Sát tuyệt trận làm hỏng, khó trách hắn có thể sớm từ Bách Sát tuyệt trận bên trong sớm đi ra. Tiêu Phàm, bản tọa trịnh trọng mời ngươi gia nhập Bách Sát các, đây là vạn tộc cổ lộ thí luyện tư cách lệnh. La Thông Thiên đột nhiên quay người, hết sức trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Trong tay hắn, nắm một mai hình kiếm ngọc bài, không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành, hết sức kỳ lạ, phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy hai chữ, nhân tộc. Hiển nhiên,
đây chính là thông hướng vạn tộc thí luyện cổ lộ thông hành tư cách. Nhìn qua cái viên kia hình kiếm ngọc bài, Tiêu Phàm động tâm, cái này không chỉ có là một loại vinh hạnh đặc biệt, cũng đồng dạng là một phần cơ duyên, bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng chưa chắc có thể lấy được. Lãng Thiên một mặt mong đợi nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt một dạng. Các chủ nói quá lời, vãn bối sớm đã là bách sát các người. Tiêu Phàm đúng mực nói ra, cũng không chút khách khí tiếp nhận hình kiếm ngọc bài. Ha ha, không nghĩ tới bản tọa sinh thời còn có thể gặp được hai cái có tư cách bước vào vạn tộc thí luyện cổ lộ người. La Thông Thiên thoải mái cười một tiếng, tựa như là phát ra từ nội tâm cao hứng. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, ngược lại là khá là kính nể La Thông Thiên làm người. Có ít người, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, đều thiên sinh rộng rãi. Mà có ít người, một khi thực lực mạnh lên, liền cao cao tại thượng, trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy lợi ích. Các chủ đại nhân, Tiêu Phàm thu hồi hình kiếm ngọc bài, ngay sau đó nhìn Hứa Vân Minh một cái, nói có ít người không tin bách sát tuyệt trận là ta phá, nếu không, ta thử một lần nữa. Thử một lần nữa, La Thông Thiên khóe miệng giật một cái, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm sách yêu cầu này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Tiêu Phàm, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái nhớ thù người a. Hứa lão không tin cũng rất bình thường, nếu không phải là ta phát hiện, cũng không tin ngươi có thể phá hư bách sát tuyệt trận. La Thông Thiên thân làm bách sát các chủ, lại là một chút kiêu ngạo đều không có, để Tiêu Phàm tốt vô cùng bất ngờ. Cũng chỉ có dạng người như vậy, mới có tư cách nhường hắn Tiêu Phàm kính nể. Hứa lão đắng chát cười một tiếng, nói thật, hắn xác thực không thích Tiêu Phàm cái kia không ai bì nổi thái độ. Kỳ thật, cái kia là chính hắn nghĩ nhiều lắm mà thôi, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, hơn nữa cho dù lời nói, cũng là lời thật, nhưng chính là không có người tin tưởng. Liền nhìn tốt hắn Lãng Thiên, một khắc này đều sinh ra hoài nghi. Các chủ, ta thật chỉ là muốn chứng minh một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác. Tiêu Phàm cười nói, một câu nói kia hắn ngược lại thật. Vừa rồi hắn quả thật có chút khó chịu, nhưng tất nhiên nói ra, hắn cũng không để trong lòng. Nhưng hắn thật là ước gì La Thông Thiên nhường hắn lại xông một lần bách sát tuyệt trận, không nói những cái khác, những cái kia thế giới chi lực, với hắn mà nói chính là lợi ích to lớn. Không cần, bản tọa tin tưởng ngươi thực lực, có tư cách tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. La Thông Thiên vội vàng nói. Trong lòng của hắn cũng có nỗi khổ không nói được, đối với Tiêu Phàm thế nhưng là vừa yêu vừa hận. Yêu chính là Tiêu Phàm thiên phú và tài hoa, một cái thần vương cảnh đỉnh phong, vậy mà phá hết liền đại đế hậu kỳ cũng chưa chắc có thể phá hỏng trận pháp. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào phá hỏng, nhưng điểm này đủ để chứng minh Tiêu Phàm đáng sợ. Mà hận chính là, bố trí một cái bách sát tuyệt trận, nhưng là muốn hao phí rất nhiều tài nguyên, cho dù là lấy thân phận của bọn hắn, cũng có chút thịt đau. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại đem nó hủy diệt. Để La Thông Thiên càng thêm buồn bực là, Tiêu Phàm tựa như không biết chút nào, còn muốn nhường hắn bố trí một cái phá mất, trừ phi hắn La Thông Thiên có bệnh, mới chịu đáp ứng Tiêu Phàm yêu cầu. Nhìn thấy La Thông Thiên cự tuyệt, Tiêu Phàm thầm than một tiếng đáng tiếc, xem ra muốn lại nuốt một lần thế giới chi lực, tạm thời đến nói là không thể nào. Chờ linh hồn bản thể đem những cái kia thế giới chi lực luyện hóa hầu như không còn, ta hẳn là cũng có thể đột phá đại đế cảnh rồi a hát. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tốt rồi, Hứa lão, Lãng Thiên, các ngươi đem Tiêu Phàm thành công thông qua bách sát tuyệt trận khảo nghiệm sự tình truyền đi a. La Thông Thiên sợ Tiêu Phàm còn thay yêu cầu gì, vội vàng nói, mặt khác, Tà Vũ, ngươi mang Tiêu Phàm làm quen một chút bách sát các. Là, các chủ, Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh gật gật đầu, mà Tà Vũ lại là lộ ra vô cùng khó chịu dáng vẻ, đáng tiếc, La Thông Thiên để lại một câu nói liền không thấy thân ảnh. Ngày đó, Tiêu Phàm thông qua bách sát tuyệt trận sự tình liền truyền khắp man hoang cổ thành, đám người cũng triệt để tiếng động lớn động, khắp nơi đều đang nghị luận Tiêu Phàm danh tiếng. Tiêu Phàm thật đúng là yêu nghiệt a, vậy mà thực xông qua bách sát tuyệt trận, thành công chiếm được vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch. Hắn không phải thất bại sao? Ta nhớ được hắn căn bản không có kiên trì một nén nhang a. Cái kia tin tức của ngươi quá lạc hậu, Tiêu Phàm sở dĩ sớm đi ra. Là hắn trực tiếp đem bách sát tuyệt trận phá sạch, trận pháp bị phá rơi, hắn lưu tại trong trận pháp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì a. Phá hết bách sát tuyệt trận, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên,
không ít người lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện như vậy, phát sinh ở man hoang cổ thành các ngõ ngách, Tiêu Phàm danh tiếng, cũng triệt để vang vọng man hoang cổ thành, thậm chí truyền vào những cái kia gia tộc cổ xưa cường giả trong tai. Nếu là Hướng Vạn Đạo biết rõ chuyện nơi đây, đoán chừng hối hận ở Vạn La Đế vực thời điểm buông tha Tiêu Phàm một ngựa. Nếu như có thể một lần nữa cho hắn một cơ hội, cho dù bốc lên đắc tội bách sát các cùng đế cung nguy hiểm, Hướng Vạn Đạo cũng sẽ phấn đem hết toàn lực giết chết Tiêu Phàm. Bởi vì từ giờ trở đi, Tiêu Phàm liền sẽ trở thành hắn hướng ra ác mộng. Nói ra Hướng Vạn Đạo, có lẽ có điểm xa, nhưng có một người cũng rất gần, kia liền là Cung Sở. Cung Sở khi biết Tiêu Phàm thành công xông qua bách sát tuyệt trận về sau, sắc mặt trắng bạch, tâm lý lạnh, cả người ngay cả đứng cũng không quá đứng được ổn. Sau một hồi lâu, Cung Sở lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cả người nhìn qua thất kinh, có chút thần kinh lải nhải. Không được, ta đã đắc tội hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Làm sao bây giờ, giết hắn đã không dễ dàng, hơn nữa bằng vào ta thực lực, khẳng định giết không chết hắn. Cung Sở trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, cuối cùng hắn làm một cái quyết định, kia liền là đem việc này cho gia tộc thẳng thắn. Hắn biết rõ, nếu là gia tộc biết mình đắc tội một cái xông qua bách sát tuyệt trận nhân vật, nhất định là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Chỉ có thẳng thắn, có lẽ còn có một tia được tha thứ cơ hội. Làm Cung gia trưởng lão nghe được Cung Sở mạo phạm Tiêu Phàm lúc, tức đến gần thổ huyết, Cung Sở phụ thân càng là hung hăng phiến Cung Sở mấy bàn tay. Đừng nhìn Cung gia địa vị không thấp, nội tình cũng không yếu, liền vượt qua đại đế cảnh cường giả đều có. Nhưng là, bọn họ rất rõ ràng, một cái có thể thành công xông qua bách sát tuyệt trận người có tiềm lực, chỉ cần không nửa đường chết hiểu, tương lai vượt qua Cung gia khả năng rất lớn. Cung gia trưởng lão khi biết Cung Sở đắc tội Tiêu Phàm sự tình về sau, biết mình gia tộc muốn lôi kéo Tiêu Phàm, cơ hồ là không thể nào. Bọn họ chỉ hy vọng Tiêu Phàm quên chuyện này. Tốt xấu Cung Sở cũng là Cung gia dòng chính đệ tử, cũng không thể nhường hắn đi chịu chết. Một phen thương lượng ra, Cung gia một vị trưởng lão mang theo Cung Sở cùng cha mẹ của hắn đi tới bách sát các, Cung Sở càng là quỳ gối bách sát các bên ngoài. Lúc này, Tiêu Phàm chính đang hướng Lãng Thiên thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến thần vô tâm thanh âm, Tiêu Phàm, Cung gia người tới tìm ngươi. Cung gia, bị thần vô tâm quấy rầy. Tiêu Phàm trong lòng có chút khó chịu, nhưng hắn càng thêm khó chịu là Cung gia lúc này lại còn dám tìm phiền toái cho mình thôi. Tiêu lão đệ, người đắc tội Cung gia, Lãng Thiên nhíu mày một cái nói. Trên đường đã xảy ra một điểm ma sát, Tiêu Phàm gật gật đầu, đem hai ngày trước gặp gỡ Cung Sở sự tình nói đơn giản một lần. Lãng Thiên trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nói, nguyên bản ta cho rằng không chuyện ghê gớm gì, nhưng ngươi được rồi. Thật không nghĩ đến Cung gia lá gan càng ngày càng mập. Hừ, Tiêu lão đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi là đúng, lão ca ta ủng hộ ngươi. Hai ngày này ở chung, Lãng Thiên càng ngày càng thưởng thức Tiêu Phàm làm người, mở miệng một tiếng lão đệ, đây là sự thực đem Tiêu Phàm trở thành huynh đệ của mình. Dạng này lão đệ ta an tâm, có Lãng Thiên cam đoan, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi. Nếu là Cung gia uy hiếp hắn, Tiêu Phàm thật vẫn không biết làm sao. Nhưng những ngày qua, hắn cũng biết một chút Lãng Thiên thực lực, ở nơi này man hoang cổ cương, so Lãng Thiên mạnh dĩ nhiên có không ít. Nhưng là, dám mạo hiểm đắc tội bách sát các hung hiểm đắc tội Lãng Thiên, cơ hồ không cao hơn hàng thứ nhất. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng tràn đầy đối với thực lực khát vọng, mình nhất định muốn cố gắng đột phá đại đế cảnh, dạng này mới có chỗ đứng vốn liếng. Đồng dạng, cũng chỉ có đột phá đại đế cảnh. Chính mình mới có cho thiên võ cổ vực vô số tu sĩ báo thù thực lực. Đừng nhìn Tiêu Phàm hiện tại nội tâm gió êm sóng lặng, nhưng hắn vẫn luôn nhớ kỹ mối thù này. Chỉ cần không chết, Tiêu Phàm liền sẽ không bỏ qua cái kia bốn đại đế vực, tám đại cổ vực. Lúc này, Tiêu Phàm đứng dậy, cùng Lãng Thiên hai người tới bách sát các bên ngoài. Cung gia người vốn chỉ là làm dáng một chút, để Tiêu Phàm hóa giải cùng Cung Sở ân oán giữa. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lãng Thiên vậy mà cũng đi theo Tiêu Phàm đi ra. Nhất là nhìn thấy Lãng Thiên cùng Tiêu Phàm vừa nói vừa cười bộ dáng, Cung gia sắc mặt đều biến thành màu gan heo. Ta Cung gia dù sao cũng là cổ tộc, tiểu tử này nếu là thức thời một chút, cũng sẽ không nắm lấy không thả. Cung gia trưởng lão trong lòng nghĩ thầm. Lấy Cung gia địa vị,
tự mình mang theo gia tộc người đến cho một cái thần vương cảnh tiểu tử xin lỗi, đã coi như là cho đủ đối phương mặt mũi. Cung lão cửu, người tới làm cái gì? Không đợi cung gia trưởng lão mở miệng, Lãng Thiên liền ngữ khí bất thiện nói ra. Cung gia trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hơi hơi thi lễ nói, cung văn võ gặp qua Lãng trưởng lão, lão hủ tới đây, là tới cho Tiêu tiểu hữu nói xin lỗi. Người cung gia làm sai chỗ nào, dùng nói xin lỗi ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói, lạnh lùng nhìn xem quỳ dưới đất cung sở. Hắn Tiêu Phàm ngược lại cũng không phải người nhỏ mọn, nếu là sự tình khác, hắn cũng sẽ không ghi hận cung sở. Nhưng cung sở miệng quá thiếu ăn đòn, lại dám khinh bạc Diệp Thi Vũ. Thân làm một cái nam nhân, nếu là nhìn thấy người khác khinh bạc nữ nhân của mình mà thờ ơ, đó cũng không tính là nam nhân. Cung gia cửu trưởng lão hơi nhíu mày, Tiêu Phàm đây cũng quá không nể mặt mũi, bất quá vẫn là chịu đựng nói, tiểu hữu, oan gia nên giải không nên kết, giữa các ngươi chỉ là một cái hiểu lầm nhỏ mà thôi. Lão bà ngươi thật xinh đẹp, bao nhiêu tiền một lần. Không đợi cửu trưởng lão nói xong, Tiêu Phàm liền cười híp mắt cắt ngang cung gia cửu trưởng lão lời nói nói. Lời này vừa nói ra, đám người hơi hơi kinh ngạc, không biết Tiêu Phàm là ý gì. Không ít người không khỏi âm thầm cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, khá lắm, liền cung gia trưởng lão cũng dám khiêu khích cùng nhục nhã, thực sự là thật to gan. Danh con, ngươi nói cái gì? Cung gia cửu trưởng lão chỗ nào còn có thể bình tĩnh, Tiêu Phàm tiểu tử này vậy mà ngay trước như vậy người trước mặt, hỏi hắn lão bà bao nhiêu tiền một lần. Bất quá, Tiêu Phàm lại là bình tĩnh như thường, bắt trước cung gia cửu trưởng lão phía trước giọng nói, tiền bối, oan gia nên giải không nên kết. Vãn bối chỉ là nói sai mà thôi. Đánh giám, cung gia cửu trưởng lão nơi nào sẽ tin tưởng Tiêu Phàm lời nói, trực tiếp quát lớn nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức cũng cười lạnh, lời nói của ta là đánh giám, chẳng lẽ ngươi cung gia lời nói cũng không phải là đánh giám. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng người ở chỗ này đều nghe rõ rõ ràng ràng, đám người một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Phàm dám như thế cùng cung gia trưởng lão nói chuyện. Cung gia trưởng lão cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng, Tiêu Phàm tựa như đang bắn lén cái gì. Bất quá, hắn vẫn như cũ nuốt không trôi một hơi này, khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tản ra, bay thẳng Tiêu Phàm đi. Hảo một cái cung lão cửu, người cung gia tiểu nhi, vũ nhục ta em dâu ngươi nói có thể không xem ra gì, hiện tại ta lão đệ vũ nhục ngươi bà nương lại không được sao. Lúc này, Lãng Thiên bỗng lạnh rên một tiếng, khí thế càng mạnh mẽ cuốn ngược mà quay về. Cung gia cửu trưởng lão sắc mặt một trận ửng hồng, đẩy lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Hắn sống vô số tuế nguyệt, sớm đã già thành tinh, làm sao không minh bạch Lãng Thiên ý nghĩa đây? Cung sở, ngươi dám giấu giếm bản trưởng lão ngươi phạm chịu tội. Cung gia cửu trưởng lão phẫn nộ quát, một bàn tay đánh vào cung sở trên mặt. Cung sở chỗ nào ngăn cản được, trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng nện ở mấy chục mét ra ngoài trên mặt đất. Khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Nếu như cung gia cửu trưởng lão biết rõ cung sở đang nhục nhã Tiêu Phàm nữ nhân, vậy hắn vừa rồi cũng sẽ không như thế nổi giận, sự tình cũng liền giải quyết rất dễ. Nhưng cung sở trước đó không nói rõ, cung gia cửu trưởng lão còn tưởng rằng bắt được Tiêu Phàm bím tóc, như vậy thì có thể đem sự tình hóa lớn làm nhỏ, hóa tiểu làm không, thậm chí trả đũa. Thật không nghĩ đến, ngược lại bị Tiêu Phàm đỉnh trở về. Hắn còn không biết nói gì. Cung gia cửu trưởng lão tức giận là thật, nhưng cũng không có thực làm bị thương cung sở, chẳng qua là làm dáng một chút cho Tiêu Phàm nhìn mà thôi. Nhất là nghe được Lãng Thiên xưng hô Tiêu Phàm vì lão đệ về sau, cung gia cửu trưởng lão càng thêm không nguyện ý đắc tội Tiêu Phàm. Tốt rồi, không nên ở chỗ này đóng kịch, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Tiêu Phàm lười nhác ở trong này lãng phí thời gian, hoàn toàn không nhìn cung sở. Liền hướng lấy bách sát các bên trong đi đến. Cung gia cửu trưởng lão sắc mặt khó xử hết sức, bản thân dạng này cho Tiêu Phàm mặt mũi, hắn lại còn không cho mình hạ bậc thang, trong lòng không rõ dâng lên một cơn lửa giận. Lãng Thiên cũng không nói chuyện, nếu như đổi lại là hắn, đoán chừng trực tiếp động thủ diệt cung sở, chỗ nào còn sẽ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Đáng tiếc, Tiêu Phàm thực lực quá thấp, hơn nữa không muốn mượn nhờ hắn Lãng Thiên nhân tình. Cho nên mới không nguyện ý cùng cung gia tiếp tục trở mặt. Nhưng nếu là cung gia không định buông tha Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng sẽ không như vậy bỏ qua.
Cung gia cửu trưởng lão sắc mặt khó coi mang theo cung sở bọn họ rời đi, trở lại chỗ ở, càng là hét giận dữ một tiếng, một bàn tay đánh tan nát một trưởng cái bàn. Hảo một cái Tiêu Phàm, liền bản trưởng lão mặt mũi cũng không cho, bản trưởng lão định nhường ngươi sống không bằng chết. Cung gia cửu trưởng lão nhe răng trợn mắt nói. Nếu không phải Lãng Thiên ở nơi đó, hắn há lại sẽ nuốt xuống khẩu khí này. Lão tổ, cung sở bưng bít lấy nửa bên mặt, lộ ra vẻ cừu hận, nhất định không thể bỏ qua cái này Tiêu Phàm, nếu không về sau tất nhiên sẽ trở thành cung gia tai nạn. Chẳng lẽ ta còn không biết sao? Cửu trưởng lão phẫn nộ nói, cưỡng ép thở bình thường một lần lửa giận mới nói, nhưng bây giờ, hắn gia nhập Bách Sát Các, muốn giết hắn lại khó khăn cỡ nào? Cửu trưởng lão làm sao không muốn làm chết Tiêu Phàm đây, có thể Tiêu Phàm hiện tại thân ở Bách Sát Các bên trong, đừng nói cung gia, chính là hoang gia, cũng chưa chắc dám trực tiếp xông vào giết người. Cung sở một trận trầm mặc, trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, hắn nghĩ đến như thế nào mới có thể giết chết Tiêu Phàm, hơn nữa để Bách Sát Các không tìm bọn họ để gây sự. Lão tổ, Tiêu Phàm tiểu tử kia mặc dù chiếm được vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch, nhưng hắn còn chỉ là thần vương cảnh, Bách Sát Các cũng tất nhiên sẽ cho hắn tranh thủ tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ cơ hội. Đột nhiên, cung sở ánh mắt hơi hơi sáng lên. Nói tiếp, cửu trưởng lão cũng hứng thú. Tiêu Phàm nếu là tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, chúng ta có lẽ còn không có cách nào, nhưng nếu là tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, muốn giết chết hắn, lại cực kỳ đơn giản. Cung sở một mặt tự tin nói. Không sai, ta cung gia ở man hoang cổ cương tốt xấu cũng có chút thực lực, ở nhân tộc thí luyện cổ lộ bên trong, giết hắn dễ như trở bàn tay. Cửu trưởng lão gật đầu nói. Vậy liền để Tiêu Phàm có vào không ra, vĩnh viễn chôn xương nhân tộc thí luyện cổ lộ. Cung sở âm hiểm cười nói, bất quá, đế cung phương diện còn phải lão tổ ngài tự thân xuất mã, trả qua 3 tháng, nhân tộc thí luyện cổ lộ liền sẽ mở ra. Yên tâm, đây đối với lão tổ mà nói, chỉ là việc rất nhỏ. Cửu trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, một bộ cao thâm mà chắc dáng vẻ. Cung sở thì là một mặt kính sợ nhìn xem cửu trưởng lão, giống như kính như thần minh. Tiêu Phàm làm sao biết, cung sở cùng cửu trưởng lão đã đang trong bóng tối bắt đầu tính toán hắn, bất quá lấy tính cách của hắn, đoán chừng biết rõ sẽ không để ở trong lòng. Trở lại Bách Sát Các, Tiêu Phàm trừ bỏ cùng Diệp Thi Vũ triền miên bên ngoài, phần lớn thời gian cũng là đắm chìm trong tu luyện. Trong lúc đó, Tiêu Phàm nhận được thí thần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nhắn lại, bọn họ đã đang chạy tới man hoang cổ thành trên đường, đoán chừng không bao lâu sẽ tới. Tiêu Phàm nghĩ đến bản thân rốt cục lại có thể cùng thí thần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người kề vai chiến đấu, trong lòng một trận mừng rỡ. Thời gian rất nhanh xói mòn, Tiêu Phàm đi tới man hoang cổ thành đã qua hơn 1 tháng. Một ngày này, Tiêu Phàm rốt cục lĩnh ngộ ra sát lục pháp tắc lĩnh vực chi lực, thực lực lại tăng trưởng thêm một mảng lớn, bây giờ chỉ còn lại có thời không pháp tắc cùng phong chi pháp tắc chưa từng lĩnh ngộ ra pháp tắc lĩnh vực. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có mừng rỡ. Hắn là cái phòng ngừa chu đáo người, hiện tại hắn đã đang vì đột phá đại đế cảnh làm chuẩn bị. Từ tu la truyền thừa cùng Lãng Thiên chỗ nào hiểu được, muốn đột phá đại đế cảnh, có một chút là được muốn lĩnh ngộ ra thế giới chi lực, để nội thiên địa lột xác thành thế giới chân chính. Nội thiên địa kỳ thật tối đa chỉ có thể xem như một vùng không gian mà thôi, ẩn chứa trời trăng sao, mới là thế giới chân chính. Mà đại đế cảnh tu sĩ thế giới chính là ẩn chứa chân chính nhật nguyệt tinh thần, chỉ là thế giới lớn nhỏ cùng cường độ cũng tùy từng người mà khác nhau. Giống Tiêu Phàm loại này nội thiên địa không kém gì đại đế cảnh thế giới biến thái, vẫn là cực kỳ thưa thớt. Ngoại trừ lĩnh ngộ thế giới chi lực bên ngoài, muốn đột phá đại đế, còn nhất định phải tụ tập đầy đủ khí số, để khí số tan trong mệnh cách, dung luyện mệnh lệnh đã ban ra thạch. Điểm này cũng là Tiêu Phàm lo lắng nhất, bởi vì hắn căn bản không có mệnh cách. Tự nhiên cũng liền không cách nào đem mệnh thạch cùng số mệnh dung luyện cùng một chỗ. Tiêu Phàm từ Lãng Thiên trong miệng bàng sao chắc kích giải nhất chút thiên đố chi nhân tin tức, nhưng Lãng Thiên cũng không rõ ràng sở thiên ghen người tu luyện chi pháp. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm cũng chỉ đành đem việc này để ở một bên, tạm thời lĩnh ngộ ra phong chi pháp tắc lĩnh vực cùng thời không pháp tắc lĩnh vực lại nói. Diệp Thi Vũ nhìn ra Tiêu Phàm mây đen, thỉnh thoảng an ủi Tiêu Phàm, cũng cho Tiêu Phàm đưa ra một chút đề nghị. Tiêu Phàm tự nhiên nghe vào trong tai, nhất là làm Diệp Thi Vũ đưa ra tạo nhân đề nghị lúc,
Tiêu Phàm cấp bách chấp hành, cả ngày lẫn đêm, không chối từ khổ cực. Thời gian một tháng, Tiêu Phàm cơ hồ vui đến quên cả trời đất, nếu như không phải Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Thí Thần đến, hắn đoán chừng còn không nỡ đi ra. Mà một ngày này, Diệp Thi Vũ ở Tiêu Phàm bên tai nói nhỏ một tiếng, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, run rẩy mở miệng nói có, có. Tiêu Phàm kích động không thể kềm nén, mấy năm qua này, còn chưa bao giờ có chuyện gì nhường hắn như thế khai tâm. Trong chớp nhoáng này, một loại mãnh liệt ý thức trách nhiệm phun lên Tiêu Phàm đầu vai, hắn cảm giác áp lực của mình lại phải lớn hơn rất nhiều. Tiêu lão đệ, chuyện gì cao hứng như thế? Lãng Thiên thanh âm từ ở ngoài viện truyền đến. Tiêu Phàm mở cửa phòng, lại là nhìn thấy Lãng Thiên mang theo hai bóng người đứng ở ngoài viện. Lão đại, lão tam, hai âm thanh nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, trong hốc mắt có nước mắt chuyển động, trực tiếp xông đi lên, cho Tiêu Phàm một cái gấu ôm. Lão nhị, thí thần, Tiêu Phàm cũng là vô cùng kích động, chỉ cảm thấy cái mũi chua chua. Mập mạp chết bầm, cũng đúng lúc này, một đạo như chuông bạc thanh âm vang lên, một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp đứng ở cửa, một mặt cười quái dị nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiểu ma nữ, Nam Cung Tiêu Tiêu đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó trực tiếp xông đi lên, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thi Vũ. Nhìn thấy một màn này, Lãng Thiên ngược lại là kinh ngạc, trước đó cung gia người khinh bạc một lần Tiêu Phàm nữ nhân, Tiêu Phàm đều sát khí dâng lên, hiện tại có người ôm nữ nhân của hắn, ngược lại đứng ở đó cười ngây ngốc. Lãng Thiên làm sao biết, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Thi Vũ ở giữa huynh muội tình nghĩa, như thế nào người khác có thể so sánh. Diệp Thi Vũ cùng Thí Thần cũng không phải đặc biệt quen thuộc, cho nên cũng chỉ là đơn giản lên tiếng chào, bất quá Thí Thần đối với Diệp Thi Vũ thế nhưng là rất quen thuộc. Chẳng qua là ban đầu Thí Thần ở Tiêu Phàm thể nội, hắn có thể nhìn thấy Diệp Thi Vũ, nhưng Diệp Thi Vũ căn bản liền không nhìn thấy hắn. Lão đại, người vừa rồi tại kích động cái gì sao, có phải hay không có chuyện tốt gì à? Thí Thần nói tránh đi. Nghe được cái này cha hỏi, Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, nói, hôm nay xong hỉ lâm môn, không say không về. Ngay sau đó Tiêu Phàm đem Diệp Thi Vũ mang thai sự tình nói cho Thí Thần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Hai người cũng phát ra từ nội tâm vì Tiêu Phàm cảm thấy vui mừng. Đáng tiếc, về sau ta không thể cùng các ngươi tiến vào thí luyện cổ lộ. Diệp Thi Vũ trong lòng có chút cô đơn. Lúc ấy cùng Tiêu Phàm đưa ra tạo ra con người kế hoạch, chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi, thật không nghĩ đến, bản thân thực mang bầu. Đệ muội, ngươi liền an tâm ở Bách Sát Các dưỡng thai a, về sau có rất nhiều cơ hội đi vào. Lãng Thiên sang sảng cười nói. Căn bản không có vượt qua đại đế cảnh cường giả cao cao tại thượng. Không sai, Lãng đại ca thế nhưng là Bách Sát Các trưởng lão, chuyện một câu nói mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu vịn Lãng Thiên bả vai, ha ha cười bị ổi nói, bất quá, Tiêu lão đệ, thời gian của ngươi không nhiều lắm, tiếp qua 1-2 năm, vạn tộc thí luyện cổ lộ liền sẽ mở ra, ngươi bây giờ chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, ta đề nghị ngươi sớm tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, đột phá đại đế cảnh lại nói. Lãng Thiên thần sắc lại trở nên nghiêm nghị. Nhân tộc thí luyện cổ lộ, Tiêu Phàm nhíu mày, vừa nhìn về phía Diệp Thi Vũ, hắn cũng không nghĩ bản thân hài tử ra đời thời điểm, bản thân không ở bên người. Phu quân, không cần lo lắng ta và hài tử, Bách Sát Các an toàn. Diệp Thi Vũ ôn nhu nói. Lãng đại ca, về sau Thi Vũ sự tình, còn mời làm phiền ngươi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn đã làm tốt tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ chuẩn bị. Nếu như không đột phá đại đế cảnh, bản thân liền tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, tỷ lệ sống sót cần phải ít hơn nhiều. Mặc kệ là vì bản thân, vẫn là vì mình vợ con, Tiêu Phàm bất kể như thế nào đều phải sống trở về. Yên tâm, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lãng Thiên lơ đến khoát khoát tay, nắm lên một cái bình rượu liền hướng trong miệng mình rót, hận không thể lập tức đem mình quá chén. Lão nhị, Tu La Điện sự tình như thế nào? Tiêu Phàm vừa tối bên trong cho Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm hỏi, hắn hiện tại lo lắng nhất thiên võ cổ vực cùng Tu La Điện sự tình. Từ lần trước Lãng Thiên tiền bối giết hướng vạn đạo thánh tướng, thiên võ vực tấn cấp thiên võ cổ vực về sau, thần linh chi khí trở nên cực kỳ nồng đậm, không ít huynh đệ đều đột phá đến thần vương cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, nhớ lại nói, 2 năm trước, ta theo thí thần rời đi thiên võ cổ vực. Lúc ấy thập điện Diêm La đã bắt đầu hướng về 4 phía cổ vực cùng đế vực thẩm thấu, tin tưởng không bao lâu, Tu La Điện huynh đệ,
liền sẽ trải rộng man hoang cổ cương. Nói đến đây, Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt hiện lên một vòng vẻ chờ mong. Tiêu Phàm sao lại không phải như thế đây, hắn bây giờ cũng cực kỳ chờ mong Tu La Điện trở nên càng thêm cường đại. Đúng rồi, vì sao Nhược Hoan không tới nơi này, ngược lại để thí thần đến, còn có Bạch Ma bọn họ đâu? Tiêu Phàm lại hỏi, quân huynh cùng Bạch Ma tiền bối muốn lưu lại quản lý Tu La Điện, cho nên không có tới nơi này, hơn nữa, quân huynh nói thí thần so với hắn càng cần hơn cái viên kia bách sát đế lệnh. Nam Cung Tiêu Tiêu hồi đáp, nhìn thấy Tiêu Phàm còn đang lo lắng cái gì, Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói, yên tâm đi, Hùng Lân tiền bối bọn họ đều đang thiên võ cổ vực, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Người thân là Tu La Điện điện chủ, không cần gì sự tình đều tự thân đi làm, đã nhiều năm như vậy, Tu La Điện các huynh đệ đã có thể một mình chống lên một khoảng trời. Ân, Tiêu Phàm nghe vậy, trịnh trọng gật đầu một cái, trong chớp nhoáng này, hắn tựa như trong nháy mắt dễ dàng không ít. Lão đại, cái kia vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch như thế nào mới có thể làm đến, ta cũng muốn tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Nửa đêm, qua ba lần rượu, uống bảy phần say thí thần đột nhiên mở miệng nói. Bách sát các người, muốn đi vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, chỉ cần ở trong bách sát tuyệt trận kiên trì một nén nhang. Lãng thiên có thể không tin thí thần cũng có thể xông qua bách sát tuyệt trận, cho nên tùy ý nói chuyện nói. Sắc mặt của hắn ửng đỏ, hiển nhiên cũng là men say cấp trên, cùng Tiêu Phàm bọn họ cùng một chỗ, lãng thiên cũng không có cố ý chống đối men say, cảm giác này, dường như nhường hắn tìm được đã từng một chút hình ảnh. Tốt, ta ban ngày đã là bách sát các người, vậy ta hiện tại liền đi xông bách sát tuyệt trận, rồi. Thí thần ợ rượu, đứng dậy. Thân thể lung lay sắp đổ, bách sát tuyệt trận tại đây. Ta dẫn người đi, lãng thiên nắm lên thí thần liền tại chỗ biến mất. Chờ chút, Tiêu Phàm đột nhiên một cái thông minh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vỗ trán một cái nói, hỏng bét. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng giống như đột nhiên minh bạch cái gì, không khỏi sợ run cả người, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thế nào, Diệp Thi Vũ từ trong phòng đi ra, không hiểu nhìn xem hai người nói. Thí thần đi sông bách sát tuyệt trận, Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền hướng lấy bách sát tuyệt trận vị trí cung điện bay đi, trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng bách sát tuyệt trận còn không có chữa trị khỏi. Ong ong, ý nghĩ chưa rơi, một đạo huyết sắc cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, trong bóng đêm cực kỳ dễ thấy, đem man hoang cổ thành ban đêm đều chiếu yêu diễm đỏ tươi. Lại có người muốn sông bách sát tuyệt trận, man hoang cổ thành đám người trợn tròn mắt. Không ít người nhao nhao chạy tới bách sát các. Mặc kệ có thể hay không vượt qua, dám đi sông bách sát tuyệt trận, có dũng khí như vậy đã làm cho bọn họ kính nể. Tiêu Phàm đi tới bách sát tuyệt trận bên ngoài, sắc mặt khó coi dị thường. Lúc này, lãng thiên cũng tỉnh táo lại, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm nói, Tiêu lão đệ, là ta hại thí thần. Tiêu Phàm trong lòng mặc dù có khí, nhưng là không tốt đối với lãng thiên nổi giận. Dù sao lãng thiên vừa rồi cũng là uống say, không suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, những ngày qua đến nay, lãng thiên đối với mình một mực chiếu cố rất nhiều. Mặc dù Tiêu Phàm đoán được lãng thiên khả năng muốn cầu cạnh bản thân, nhưng này cũng không thể xóa đi Tiêu Phàm đối với lãng thiên hảo cảm. Lãng đại ca, cái này cũng không trách ngươi, ta tin tưởng, thí thần nhất định sẽ xông qua bách sát tuyệt trận. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc kiên định nói. Lãng thiên không nói, nhưng hắn trong lòng hiển nhiên là không tin. Bách sát tuyệt trận, 3.000 năm cũng chỉ có Tiêu Phàm cùng Tà Vũ xông qua, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy xông. Nếu như đơn giản như vậy, ba cái này từ ngàn năm nay, đã sớm có không ít người vượt qua. Lão Tam, thí thần hắn, Nam Cung Tiêu Tiêu đi tới Tiêu Phàm bên người, nhìn qua trước đó phương huyết sắc cột sáng, một trận thí thần. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Trên trán thẩm thấu ra mồ hôi mịt, trong lòng kiên định nói, người khác ta có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng hắn là thí thần, nhất định có thể đủ vượt qua. Thời khắc này Tiêu Phàm, tựa như tại tiến hành một trận chiến đấu gian khổ, mỗi một cái hô hấp với hắn mà nói cũng là dày vò. Cho dù là chính hắn vượt ải, cũng không có ngưng trọng như thế qua. Bách sát tuyệt trận trình độ hung hiểm, Tiêu Phàm thế nhưng là bản thân trải qua, 10 tôn kia đại đế. Tuyệt đối không phải tốt như vậy giết. Thời gian chậm rãi sói mòn, nhìn thấy cái kia càng ngày càng sáng trưng sáng chói huyết sắc cột sáng, mọi người thần sắc đều trở nên vô cùng khẩn trương lên.
thời gian uống cạn chung trà, chẳng lẽ lại có người muốn thành công không? Đám người trong lòng rung động không thôi. Nhất định là Bách Sát Tuyệt Trận xảy ra vấn đề, bằng không mà nói, không có khả năng ai cũng có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Có người không cam lòng nói. Bách Sát Tuyệt Trận, cơ hồ là đại bộ phận thần vương cảnh tu sĩ trong lòng cấm kỵ, nhưng bây giờ, liên tiếp có người thành công xông qua, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng đây. Chờ hắn xông qua về sau, ta cũng muốn vào đi thử một lần. Không sai, ta cũng muốn đi thử một lần, có lẽ là Bách Sát Tuyệt Trận xảy ra vấn đề cũng khó nói. Nhất định là Bách Sát Tuyệt Trận xảy ra vấn đề, dù sao ta cũng không cách nào đột phá đại đế cảnh, tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, còn không bằng tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ, nói không chừng lão tử cũng có thể vượt qua đại đế. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người xoa tay, hận không thể lập tức tiến vào Bách Sát Tuyệt Trận bên trong thử một phen. Nếu là Tiêu Phàm cùng Lãng Thiên nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Bách Sát Tuyệt Trận xảy ra vấn đề. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, hắn Tiêu Phàm cũng sẽ không gian nan như vậy mới thông qua được, hơn nữa còn vận dụng nội thiên địa cùng nghịch loạn chi đồng lực lượng. Bất quá thời khắc này Tiêu Phàm, thật đúng là hy vọng Bách Sát Tuyệt Trận xảy ra vấn đề, bởi vì chỉ có dạng này, thí thần sống sót cơ hội mới càng lớn. Nhanh, nhanh, Tiêu Phàm nội tâm không ngừng tự an ủi mình. Thí thần tiến vào Bách Sát Tuyệt Trận bên trong. Khoảng cách một nén nhang càng ngày càng gần, trái tim của hắn đều nhảy tới cổ họng, sợ giờ phút này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, Lãng Thiên nhưng trong lòng không bình tĩnh, hắn biết rõ Bách Sát Tuyệt Trận đáng sợ, hơn nữa còn là vừa mới bố trí một cái mới tinh trận pháp, là tuyệt đối không có khả năng xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng thí thần vậy mà thực nhanh giữ vững được một nén nhang, trong đầu hắn hồi tưởng lại cái kia bộ dáng thiếu niên khuôn mặt. Lãng Thiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Sẽ không thực thành công a, Lãng Thiên trong lòng tự nói. Xem như Tiêu Phàm bằng hữu, hắn mặc dù hy vọng thí thần có thể sống sót, nhưng là xem như Bách Sát các trưởng lão, hắn không hy vọng thí thần dễ dàng như vậy liền xông qua Bách Sát Tuyệt Trận. Nếu là thí thần thành công xông qua, cái này tuyệt đối sẽ đối với Bách Sát các uy tín tạo thành rất lớn phá hư. Đáng tiếc, cái này nhất định nhường hắn thất vọng rồi. Làm một nén nhang đến thời khắc, chân trời huyết sắc cột sáng rốt cục biến mất. Ngay sau đó, bang một tiếng, một cái mang theo mũ rơm áo bảo trắng thiếu niên lung la lung lay đi ra, trên mặt giống như đánh má đỏ đồng dạng, trừ bỏ thí thần còn có thể là ai đây? Nấc, Lãng đại ca, đến, uống, chúng ta tiếp tục uống. Thí thần vừa đi vừa nói chuyện, thần sắc vẫn như cũ có chút mê ly. Uống, uống em gái ngươi a. Lãng Thiên khóe miệng co quắp một trận, ngươi nha, chẳng lẽ ngươi không biết lão tử lo lắng muốn chết sao? Ngươi vậy mà còn đang suy nghĩ uống rượu, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi vừa mới ở quỷ môn quan dạo qua một vòng sao? Ha ha, thành công! Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiêu Phàm hai người vui sướng cười ha hả, đem thí thần gắt gao ôm trung ương, kích động xoa nắn lấy khuôn mặt của hắn. Lão đại, thế nào? Thí thần không biết vì sao mà hỏi. Hắn bộ dáng kia thật không phải giả vờ, mà là thực chính là như vậy. Tiêu Phàm chỉ biết là tiểu kim rượu phẩm không được tốt lắm, nhưng bây giờ mới phát hiện, thí thần rượu phẩm càng thêm không được. Gia hỏa này tuyệt đối là loại kia uống say về sau, làm chuyện kinh thiên động địa, cũng không biết loại kia. Không có gì, chúng ta tiếp tục uống. Tiêu Phàm lơ đễnh. Ta làm sao xuất hiện ở đây? Ta nhớ rõ ràng bản thân vừa mới cùng mấy cây xúc xích bự làm một trận lớn, cuối cùng đem bọn nó ăn, cái kia xúc xích bự nhắm rượu cũng không tệ lắm. Thí thần gãi gãi đầu. Xúc xích bự, nghe được ba chữ này, Tiêu Phàm cùng Lãng Thiên hai người một cái lảo đảo, nha, thí thần lại đem 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả trở thành lạp xưởng, còn cho trực tiếp ăn. Dùng để nhắm rượu, hắn đây nha, được bao nhiêu phong phú sức tưởng tượng mới có thể nghĩ ra được. Hai người không khỏi dùng mình một cái, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thí thần thật là đáng sợ. Thua thiệt bản thân còn lo lắng thí thần an nguy, về sau vẫn là nghĩ lấy làm sao lo lắng an nguy của mình a, đừng không cẩn thận bị hắn ăn. Lão đại, chớ đi a, tiếp tục uống. Thí thần gắt gao lôi kéo Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cánh tay, kêu lên. Uống, uống cái đầu của ngươi. Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, bất quá để tránh thí thần đại náo man hoang cổ thành. Hắn đành phải bồi tiếp thí thần tiếp tục uống rượu.
Trong lòng của hắn âm thầm thề, về sau nhất định không thể để cho thí thần uống rượu, ai biết gia hỏa này uống say, làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ rời đi, Lãng Thiên thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này bách sát tuyệt trận, sẽ không thực xảy ra vấn đề a. Nhị trưởng lão, không xong. Cũng đúng lúc này, hai cái thủ vệ từ đằng xa bay vụt mà tới. Chuyện gì xảy ra? Lãng Thiên sầm mặt lại, ở trước mặt người khác, bách sát các nhị trưởng lão uy nghiêm trong nháy mắt hiển lộ ra. Bách sát các không ít tu sĩ, bọn họ đều la hét muốn xông bách sát tuyệt trận, chúng ta ngăn không được bọn họ. Trong đó một cái thủ vệ khổ sở nói. Để cho chúng ta đi vào, ta muốn xông bách sát tuyệt trận, đừng cản ta. Không đợi Lãng Thiên mở miệng, bên ngoài một trận tiếng huyên náo vang lên, lại là nhìn thấy vô số tu sĩ nhanh chóng hướng về bách sát tuyệt trận vị trí chạy đến. Tất cả đứng lại cho ta, còn thể thống gì? Lãng Thiên gầm lên một tiếng, khí thế cuồng phách giống như là biển gầm quét sạch mà ra, trời cao tu sĩ tựa như phía dưới như sủi cảo, phù 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 đập xuống mặt đất. Nhị trưởng lão, cái này bách sát tuyệt trận là giả, người không thể bao che người khác. Có người lấy dũng khí, bí mật truyền âm nói. Không sai, đây là giả trận. Lại có người lớn tiếng phụ họa nói, đây là giả trận. Lãng Thiên ngẩn người, nhìn qua cái kia màu đen cung điện, không khỏi nhíu mày. Lãng Thiên hoài nghi cái này bách sát tuyệt trận là giả trận, cũng là hợp tình hợp lý. Hai tháng trước, đầu tiên là Tà Vũ thông qua bách sát tuyệt trận khảo nghiệm, chiếm được vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch. Lúc ấy chấn kinh man hoang cổ cương, thậm chí ngay cả mặt khác mấy đại cổ cương đều đang đồn dơ lên Tà Vũ danh tự, dù sao hắn là phá vỡ 3.000 năm ghi chép. Sau đó, một tháng trước, Tiêu Phàm càng là mở bách sát các hiển hách, trực tiếp phế bỏ bách sát tuyệt trận, thành công chiếm được cái thứ hai danh ngạch. Bách sát tuyệt trận cường đại, Lãng Thiên bản thân vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không phải một cái thần vương cảnh tu sĩ có thể phá giải. Nhưng mà, Tiêu Phàm thực phá giải bách sát tuyệt trận, càng là sớm thông qua được khảo hạch. Nhưng hiện tại, một cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử, vậy mà tại uống say 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 tình huống phía dưới thông qua được bách sát tuyệt trận khảo nghiệm. Nếu như nói Tà Vũ cùng Tiêu Phàm coi như bình thường, vậy bây giờ cái này cũng quá không bình thường. Cho dù là Lãng Thiên, cũng lần thứ nhất hoài nghi bắt đầu bách sát tuyệt trận. Lãng trưởng lão, còn mời mở ra bách sát tuyệt trận, chúng ta nguyện ý thử một lần. Một cái bách sát các nam tính tu sĩ quá to, một mặt mong đợi nhìn phía trước đại điện. Hiển nhiên, người này đã nhận định bách sát tuyệt trận xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại thế nhưng là xông trận thời cơ tốt nhất. Nếu là bị bách sát các phát hiện, lại hoàn thiện trận pháp, bọn họ nghĩ vượt qua cơ hội cơ hồ là không. Còn mời Lãng trưởng lão thành toàn, chúng ta cũng nguyện xông bách sát tuyệt trận. Vì nhân tộc tương lai, tại hạ nguyện ý thử một lần. Tu sĩ khác cũng gào lên, có ít người càng là trực tiếp đứng ở nhân tộc đại nghĩa bên trên, nói cái gì xông trận, cũng là vì nhân tộc. Lãng Thiên nhíu mày, hắn nha, xông trận cùng nhân tộc tương lai có dám quan hệ. Cho dù có quan hệ, nhân tộc tương lai đó cũng không phải là cùng ngươi nha một cái thần vương cảnh tu sĩ có thể gánh chịu nổi a. Nếu là bình thường, Lãng Thiên đoán chừng sớm đã nhịn không được nổi giận, nhưng là bây giờ hắn cũng không dám nổi giận. Cũng không phải bởi vì pháp không trách chúng, mà là bởi vì hắn cũng hoài nghi là bách sát tuyệt trận xảy ra vấn đề. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn cái này bách sát các phân bộ, coi như thành bách sát các chuyện cười lớn. Lãng Thiên, nơi này chuyện gì xảy ra? Lúc này, một thanh âm vang lên, lại là đại trưởng lão Hứa Vân Minh từ đằng xa gào thét mà tới. Hắn hôm nay rời đi một chuyến bách sát các, cho nên căn bản không biết thí thần xông qua bách sát tuyệt trận sự tình. Bọn họ nghĩ xông bách sát tuyệt trận, Lãng Thiên khẽ cười khổ nói. Cái gì? Hứa Vân Minh hơi kinh hãi, ngay sau đó khuôn mặt trở nên băng lạnh, quét mắt ở đây tu sĩ khác, đều chán sống rồi hay sao, bách sát tuyệt trận là tốt như vậy xông sao? Hứa Vân Minh mặc dù khắp nơi khó xử Tiêu Phàm, nhưng bản tính của hắn cũng không xấu, mà là tương đối khô khan, vẫn luôn chỉ biết là theo làm theo quy củ sự tình. Bằng không mà nói. Hắn đều có thể trực tiếp mở ra bách sát tuyệt trận, để những người này đi vào chịu chết, mà không phải giận dữ mắng mỏ bọn họ, để bọn hắn biết khó mà lui. Hứa trưởng lão, chúng ta không phải chán sống rồi, nhưng chúng ta cũng muốn xông trận,
tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, vì nhân tộc ra một phần lực. Một cái nho nhỏ bách sát tuyệt trận mà thôi, hôm nay không xông qua nó, ta còn thực sự không sống được. Còn mời Hứa trưởng lão thành toàn. Nguyên một đám tu sĩ dõng dạc kêu lên, giả bộ như một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là bọn họ đều tưởng rằng bách sát tuyệt trận là một cái giả trận. Nhưng Hứa Vân Minh căn bản không biết nơi này tất cả, nhìn thấy nhiều người như vậy dõng dạc lời nói, hắn đột nhiên cảm giác đôi mắt có chút ướt át. Trong lòng của hắn càng là gầm thét, bao nhiêu năm, hắn nha lão tử bao nhiêu năm chưa thấy qua như thế có máu, người có cốt khí tộc, hôm nay rốt cục gặp được. Thời khắc này Hứa Vân Minh, nội tâm là cực kỳ kích động, hắn thấy, có dạng này người trẻ tuổi, nhân tộc lo gì không cường thịnh. Hứa lão, ta đi cùng các chủ nói một tiếng. Lãng Thiên nhìn thấy một màn này, hít sâu một cái nói. Hắn là biết rõ những người này là vì sao muốn tiến vào bách sát tuyệt trận, ở đâu là như bọn họ nói tới đồng dạng, tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, là vì nhân tộc. Bọn họ cũng chỉ là một chút vì tư lợi đồ hèn nhát mà thôi, nghĩ thừa dịp bách sát tuyệt trận xảy ra vấn đề, trắng trợn cướp đoạt một cái vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch. Lãng Thiên không dám mang xuống, tiếp tục mang xuống. Đến lúc đó bách sát các phần lớn người đều biết bách sát tuyệt trận xảy ra vấn đề, đều sẽ chạy đến sông bách sát tuyệt trận. Bách sát các cũng không có nhiều như vậy danh ngạch cho bọn hắn tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ. Người đi đi, Hứa Vân Minh cười cười, hắn còn tưởng rằng Lãng Thiên là sướng đến phát rồ rồi, chuẩn bị tiến đến nói cho các chủ La Thông Thiên đây. Trong chớp mắt, Lãng Thiên liền không thấy bóng dáng. Mà lúc này... Hứa Vân Minh nhìn xem chung quanh bách sát các tu sĩ, trong lòng càng hài lòng. Hứa lão, còn mời mở ra bách sát tuyệt trận, vãn bối tất có trọng tạ. Lại một cái tuổi trẻ tu sĩ tiến lên, khẩn cầu nhìn xem Hứa Vân Minh nói. Ngươi xác định, Hứa Vân Minh híp híp hai mắt, những người này cốt khí mặc dù lây nhiễm hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ để những người này đi chịu chết. Thân làm bách sát các đại trưởng lão, hắn biết rõ bách sát tuyệt trận cường hoành. Vãn bối xác định, cái kia tu sĩ trẻ tuổi 10 điểm khẳng định nói, một bộ tráng sĩ vừa đi không trở lại bộ dáng. Tốt, Hứa Vân Minh một trận cảm động, ngay sau đó đồng ý, bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, cung điện chi môn bỗng nhiên mở ra. Tạ Hứa lão, cái kia tu sĩ trẻ tuổi kích động không thôi, lách mình liền vọt vào. Hứa lão, chúng ta cũng muốn xông bách sát tuyệt trận. Lúc này, lại có rất nhiều tu sĩ đứng dậy. Bọn họ cũng không muốn để cái kia tu sĩ trẻ tuổi độc chiếm chỗ tốt. Bách sát tuyệt trận, đồng thời chỉ có thể cho phép 100 người khảo hạch. Hứa Vân Minh trên mặt lộ ra vẻ khó xử, hôm nay bách sát các tu sĩ thực sự quá nhiệt tình. Ta, tính ta một người, còn có ta, lúc này, nguyên một đám tu sĩ kêu to, có chút càng là không đợi Hứa Vân Minh mở miệng, vọt thẳng vào cung điện bên trong. Kỳ thật cái gọi là bách sát tuyệt trận. Chẳng qua là một cái thời không trận pháp mà thôi, tiến vào cung điện bên trong, liền sẽ truyền tống đến một chỗ khác đặc định không gian chiến đấu, chỉ cần có thế giới chi lực ủng hộ, liền có thể đồng thời vận chuyển. Cho nên, cung điện nhìn qua không lớn, nhưng dung nạp chừng 100 người, cũng là không coi là nhiều. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, thì có 100 người vọt vào, từng cái đều là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả cấp cao nhất, nhân tộc 3.000 vực thiên tài cấp nhân vật. Nơi này chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm mấy người nghe đến đây động tĩnh khổng lồ, cũng lần nữa chạy về, nghi hoặc nhìn bốn phía, không biết vì sao. Hứa lão, có người tiến vào. Cũng đúng lúc này, Lãng Thiên lách mình xuất hiện ở Hứa Vân Minh cách đó không xa, một mặt lo lắng nói. Đúng vậy a, có 100 người tiến vào, không thể không nói, thế hệ này người trẻ tuổi thật là có gan, nếu là nhân tộc tu sĩ đều giống như bọn hắn, nhân tộc lo gì không thể. Hứa Vân Minh vuốt vuốt cái kia mỏng manh tròm râu dê, kích động cười nói. Lãng Thiên nghe vậy, khóe miệng giật một cái, trên trán toàn là hắc tuyến, trong lòng oán thầm, nếu là đều giống như bọn hắn ngốc, nhân tộc đã sớm không tuyệt. Tức giận thời khắc, hắn đành phải chỉ xa xa những cái kia bách sát các tu sĩ, nổi giận mắng, bản trưởng lão gặp qua rất nhiều không sợ chết, nhưng chưa bao giờ chưa thấy qua chịu chết còn gấp gáp như vậy. Bản trưởng lão gặp qua rất nhiều không sợ chết, nhưng chưa bao giờ chưa thấy qua chịu chết cũng gấp gáp như vậy. Lãng Thiên tức giận ngữ, vang vọng thật lâu tại hư không, mang theo một tia thần lực,
chấn động đến ở đây linh hồn một trận phát run. Thời khắc này Lãng Thiên, tự nhiên là không thể nào bình tĩnh, hắn liền rời đi thời gian 10 hơi thở mà thôi, nhưng hắn đã từ La Thông Thiên cái kia chiếm được xác nhận, bách sát tuyệt trận căn bản không hỏng. Vô luận là Tà Vũ, vẫn là Tiêu Phàm, hoặc là Thí Thần, bọn họ có thể vượt qua, không phải là bởi vì trận pháp vấn đề, mà là bởi vì bọn họ thực lực đủ mạnh. Nghe được La Thông Thiên giải thích, Lãng Thiên không chút do dự chạy về, chỉ là hắn không nghĩ tới, lại có 100 người đã xâm nhập bên trong bách sát tuyệt trận. Đối với những người này sinh mệnh, Lãng Thiên đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, dù sao, cũng không phải là mỗi cái cũng là Tiêu Phàm cùng Tà Vũ, cũng không phải là mỗi người cũng là Thí Thần. Nhân tộc 3.000 năm ghi chép, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể bị phá vỡ. Lãng trưởng lão, ngài có ý tứ gì? Một cái tu sĩ tỉnh táo lại, nghi hoặc nhìn Lãng Thiên nói. Ý tứ gì? Lãng Thiên cười lạnh, con người băng lãnh đảo qua toàn trường, lạnh giọng. Tiêu Phàm lạnh lùng đảo qua toàn trường, sát ý lạnh như băng từ trên người hắn tản ra, người hiểu hắn đều biết, Tiêu Phàm cũng đã tức giận, hơn nữa đã động sát tâm. Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như vậy, chính hắn tham gia bách sát tuyệt trận khảo nghiệm, liên quan những người này cái dám sự tình. Nhưng những người này, lại đem thân nhân mình chết, trách tội đến trên người hắn, đây quả thực là cực kỳ buồn cười. Càng buồn cười hơn chính là, những người này lại còn muốn giết hắn Tiêu Phàm, cho thân nhân của bọn hắn báo thù. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không phải bắt nạt kẻ yếu chủ, một đám thần vương cảnh mà thôi, chỉ cần bọn họ dám động thủ, Tiêu Phàm cam đoan có một cái tính một cái, nhưng hắn còn sống rời đi đều coi như hắn thắng. Đều làm cái gì? Lãng Thiên thấy thế, giận tím mặt, kinh khủng sóng âm trùng kích đảo qua toàn trường, thực bách sát các tu sĩ làm đau màng nhĩ. Không ít người trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất. Nhưng cũng không ít người có thể kiên trì, Tiêu Phàm chính là những người này một cái trong đó. Lãng trưởng lão, những người này cho rằng vừa mới 100 người kia chết, là ta một tay tạo thành, bọn họ muốn giết ta. Tiêu Phàm ngoạn vị đảo qua toàn trường tu sĩ, cười nói. Trước mặt người khác, hắn cũng không có xưng hô Lãng Thiên là lão ca, mà là xưng hô Lãng trưởng lão. Thứ nhất là hắn không muốn mượn nhờ Lãng Thiên danh khí, thứ hai, bây giờ Tiêu Phàm thực đã tức giận. Một đám sợ hàng, chính các ngươi thèm muốn tiện lợi, muốn thừa cơ vớt vạn tộc cổ lộ danh ngạch, chết lại quái cái này quái cái kia, có bản lĩnh đột phá đại đế cảnh, tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ A. Lãng Thiên vẻ mặt giận dữ. Hắn cũng là thực tức giận rồi, bách sát các thực lực tổng hợp không bằng đế cung, tất cả những thứ này Lãng Thiên đều cho tới bây giờ không quan tâm. Nhưng là, một đám chỉ biết là trong nồi kiếm thịt ăn người, Lãng Thiên đánh trong đáy lòng xem thường bọn họ. Mặt khác, bản trưởng lão chuyện xấu nói trước, chỉ các ngươi giác ngộ như vậy, cũng không cần phải tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, thiên tài tư cách chiến cũng không tất yếu tham gia. Lãng Thiên lại bổ sung một câu. Ngoại trừ Tiêu Phàm loại này tranh đoạt bách sát bảng 10 hạng đầu người có cơ hội trực tiếp tiến vào đế cung bên ngoài, những người khác muốn đi vào đế cung. Nhất định phải tham gia bách sát các thiên tài tư cách chiến. Thiên tài tư cách chiến, cũng chính là thắng liên tiếp trăm trận, hơn nữa mỗi một trận chiến đấu bên trong, chỉ có thể có một cái có thể sống sót, cuối cùng chỉ vì có thể có được tiến vào đế cung danh ngạch. Một người tấn cấp, liền sẽ có 100 thần vương cảnh tử vong, tương đương với 1% tấn cấp suất đều không có, có thể nói, này thiên tài tư cách chiến là cực kỳ tàn khốc. Cũng chính là bởi vì như vậy. Bách sát các bất luận kẻ nào, đều lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nếu như ngay cả điểm ấy sinh tử giác ngộ đều không có, cái kia còn gia nhập bách sát các làm cái gì đây? Đám người trầm mặc, bất quá nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy phẫn hận, kỳ thật cũng không phải là bọn họ hận Tiêu Phàm, mà là ghen ghét mà thôi. Bởi vì Tiêu Phàm chiếm được vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch, căn bản không cần tham gia thiên tài tư cách chiến. Liền có thể trực tiếp tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, hơn nữa còn có thể đi vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Tà Vũ bối cảnh, bọn họ có ít người minh bạch, không dám tùy tiện đi tìm hắn phiền phức. Nhưng Tiêu Phàm, chỉ là một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ mà thôi, bọn họ căn bản sẽ không để ở trong mắt, nếu là có thể giết Tiêu Phàm, địa vị của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cảm nhận được bốn phía bách sát các tu sĩ trong mắt phẫn nộ, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện. Bản thân phải làm một chút chuyện gì đó. Lãng trưởng lão, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Lãng Thiên,
nói có lẽ là ta được đến vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách, trong lòng bọn họ không phục. Không phục, vậy liền lăn ra bách sát các. Lãng Thiên lạnh rên một tiếng nói. Không được, Tiêu Phàm lắc đầu, cười nói ta không phải ý tứ này, ý của ta là, tất nhiên bọn họ không phục, vậy ta liền giết đến bọn họ phục, ta quyết định, tham gia thiên tài tư cách chiến. Ngươi xác định, Lãng Thiên híp híp hai mắt, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm rõ ràng đã được đến vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh bài A, hiện tại lại muốn tham gia thiên tài tư cách chiến làm cái gì? Lấy Tiêu Phàm thực lực, lại có mấy người là đối thủ của hắn. Bách sát các tu sĩ cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá rất nhanh liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ nhiều người như vậy, đến lúc đó tùy tiện tìm biện pháp liền có thể giết chết Tiêu Phàm, hoàn toàn người không biết quỷ không hay. Ta xác định, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, xòe bàn tay ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một mai hình kiếm ngọc bài, cười nhìn lấy toàn trường nói, chắc hẳn các ngươi biết rõ đây là cái gì a? Vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh. Rất nhiều người miệng đồng thanh nói, hận không thể đem khối ngọc bài này đoạt lấy đi. Không sai, Tiêu Phàm cười cười, nói tất nhiên ta chuẩn bị tham gia thiên tài tư cách chiến, nếu như cứ như vậy chiến đấu, vậy quá buồn tẻ, cho nên, ta quyết định đem tư cách này làm cho xem như tặng thưởng. Tặng thưởng, đám người triệt để chấn kinh rồi, đem vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh làm tặng thưởng, cái này Tiêu Phàm thủ bút cũng quá lớn a. Cho dù Lãng Thiên cũng không bình tĩnh. Nghĩ hắn năm đó, không phải cũng là không có đạt được vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm nhưng căn bản không đem tư cách lệnh coi là chuyện to tát. Không sai, Phàm là lại thiên tài tư cách trong chiến đấu có thể chiến thắng ta, giết ta người, có thể được một mai này tư cách lệnh. Tiêu Phàm nói rất khẳng định nói. Đám người chung quanh đã hưng phấn tới cực điểm, xoa tay, hận không thể lập tức cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Lúc này... Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, bất quá, nếu muốn cùng ta một trận chiến, cũng phải đầy đủ tư cách mới được, một là thần vương cảnh đỉnh phong, hai là 1.000 vạn cực phẩm thần thạch, chết, 1.000 vạn cực phẩm thần thạch về ta. Mặt khác, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chơi, ta tối đa cũng liền chiến 100 trận, hơn nữa 10 ngày sau, liền sẽ tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Cho nên, mỗi ngày có thể an bài 10 người, các ngươi cùng tiến lên cũng tốt. Sa luân chiến cũng được, làm sao đều có thể, Lãng trưởng lão có thể vì chứng, nhưng hy vọng các ngươi làm tốt phải chết chuẩn bị. Tiêu Phàm lại nói rất bình thản, nhưng ngữ khí lại tràn đầy bá khí. Hắn cũng chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, bây giờ nhưng phải độc chiến 10 đại thần vương, còn làm cho đối phương làm tốt phải chết chuẩn bị, một hơi này, nhất định chính là muốn nghịch thiên. Lời này, đứng ở bách sát các một đám thần vương cảnh trong tai, cũng đồng dạng 10 điểm chói tai. Bọn họ đều là man hoang cổ cương cấp dưới địa vực tuyệt thế thiên tài, từng cái cũng là cùng giai bên trong cường giả, thậm chí yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Bình thường từng cái cũng là lấy một địch trăm nhân vật, bây giờ Tiêu Phàm lại muốn lấy một địch 10, cái này cũng quá khinh thường bọn họ. Tiêu Phàm cái này tiền đặt cược, ở rất nhiều người xem ra, còn không bằng nói trực tiếp đem tư cách lệnh đưa cho bọn họ đến thực tế. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Tiêu Phàm. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận, trên sinh tử đài phân sinh tử, cuối cùng chỉ có một người có thể sống. Trong đám người không ít người hưng phấn kêu to lên, tựa như đã thấy vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh đang hướng bọn họ vẫy tay. Tiêu Phàm cũng lơ đễnh, Phàm là hơi hơi ngẩng đầu nhìn trời một cái, nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, trời cũng đã nhanh sáng lên, vậy bây giờ bắt đầu đi. Hiện tại bắt đầu, đám người sững sờ, cái này Tiêu Phàm, chẳng lẽ là chán sống? Vội vã muốn chết hay sao? Lãng Thiên hơi hơi nhíu mày, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng hôm nay Tiêu Phàm quyết định quá liều lĩnh, lỗ mãng, căn bản không giống hắn tầm thường làm người. Tiêu Phàm mình cũng biết rõ, tham gia thiên tài tư cách chiến có nguy hiểm rất lớn, nhưng là hắn không được không làm như vậy. Sở dĩ làm quyết định này, hắn tự nhiên không chỉ là vì trấn nhiếp bách sát các tu sĩ, lấy hắn thực lực, căn bản không cần trấn nhiếp. Bách sát các cũng không người dám tùy tiện tìm hắn gây phiền phức. Mà là, hắn bây giờ tu vi mặc dù đã đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, nhưng thời không pháp tắc cùng phong chi pháp tắc vẫn không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc lĩnh vực. Cùng những cái này các đại địa vực thiên tài chiến đấu, Tiêu Phàm tin tưởng, mình nhất định có không đồng dạng thu hoạch, có
có lẽ, có thể làm cho bản thân còn dư lại hai loại pháp tắc cũng thành công lĩnh ngộ lĩnh vực cũng khó nói. Kỳ thật, Tiêu Phàm làm như thế, còn có một cái ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ này chỉ có hắn tự mình biết mà thôi. Chúng ta 10 người đánh với ngươi một trận, lên sinh tử đài A. Lúc này, trong đám người đột nhiên toát ra một bóng người, đó là một cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử. Thứ nhất tập áo bào đen, gọn gàng, mặt như giống như đao tước, kiên nghị không hiểu, hơn nữa mang theo một loại tuế nguyệt cảm giác tang thương. Tiêu Phàm quét hắc bào nam tử một cái, phát hiện vậy mà nhìn không thấu người này, nghĩ đến người này cũng đã đạt đến thần vương cảnh viên mãn cảnh giới, bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối không dám đứng ra khiêu chiến bản thân. Ngay sau đó Tiêu Phàm ánh mắt lại đảo qua 9 người khác, 9 người vẻ mặt hí ngược nhìn xem hắn, tựa như đã thấy chém giết Tiêu Phàm một màn. Có thể, Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, cho một bên Diệp Thi Vũ bọn họ một cái yên tâm ánh mắt. Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi có loại, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết. Hắc bào trung niên nam tử cười to nói, mấy người thả người hướng về nơi xa bay đi. Những người khác cũng nhao nhao đạp không mà lên, đi theo. Sinh tử đài, là bách sát các chiến đấu chỗ, Phàm là đạp lên sinh tử đài, sinh tử do mệnh. Hơn nữa, một khi đạp lên sinh tử đài, nhất định phải phân ra sinh tử, nói cách khác, chỉ có một người có thể sống từ trên sinh tử đài đi xuống. Bởi vậy, phần lớn người cũng không quá nguyện ý lên sinh tử đài, trừ phi tham gia thiên tài tư cách chiến. Làm Tiêu Phàm chậm rãi đến thời khắc, hắc bào nam tử 10 người đã đứng ở trên sinh tử đài chờ đợi hắn Tiêu Phàm đến. Sinh tử đài không lớn, toàn thân trình viên hình, đường kính cũng liền 5-600 trượng lớn nhỏ. Chung quanh có trận pháp cường đại thủ hộ, dù là đại đế cảnh cũng không thể tùy tiện hủy diệt. Giống như vậy sinh tử đài, bách sát các ngược lại là có không ít, cũng là dùng để cử hành thiên tài tư cách chiến, nhưng trước mắt cái này lớn nhỏ, cũng chỉ có 2 cái. Tiêu Phàm, người chẳng lẽ sợ rồi sao? Bách sát bảng người thứ 3, cũng chỉ đến như thế, theo ta thấy, người hay là trực tiếp đem vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh giao ra đi. Trên sinh tử đài mấy cái tu sĩ. Nhìn không được la ầm lên, hận không thể lập tức chém giết Tiêu Phàm, lấy được vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lệnh. Lãng trưởng lão nói không sai, ta chưa từng thấy qua, chịu chết còn cấp thiết như vậy. Tiêu Phàm cười lạnh đảo qua 10 người kia, giống như khinh yến một dạng đạp không mà lên, vững vàng rơi vào trên sinh tử đài. Các ngươi nói, cái này Tiêu Phàm có thể thắng không? Hắn mặc dù xông qua bách sát tuyệt trận. Có thể ở 10 tôn đại đế trung kỳ thủ hạ kiên trì một nén nhang, nhưng theo ta thấy, vẫn như cũ rất khó thắng được. Không sai, bách sát tuyệt trận bên trong 10 tôn đại đế, chỉ là trận pháp ngưng tụ mà thành mà thôi, cũng không có đặc biệt linh trí, nhưng người nhưng là khác rồi, là biết rõ biến báo. Bốn phía tu sĩ xì xào bàn tán, đại bộ phận cũng không coi trọng Tiêu Phàm có thể chém giết 10 đại thần vương đỉnh phong cường giả. Cũng khó trách bọn hắn không tin, bởi vì ở đây, căn bản không mấy người được chứng kiến Tiêu Phàm thực lực chân chính, một dạng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Giết, trên sinh tử đài 10 đại thần vương cảnh tu sĩ rốt cục nhịn không được, làm Tiêu Phàm rơi xuống đất một sát na kia, 10 người đồng thời xuất thủ, căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội động thủ. 10 người tựa như đã sớm thương lượng xong đồng dạng, cũng không tới gần Tiêu Phàm, mà là áp dụng đánh xa thủ đoạn, muốn hợp lực trảm giết Tiêu Phàm. Ngược lại là biết chơi chút ít thủ đoạn, Tiêu Phàm thấy thế, không những không giận mà còn cười, hí ngược nhìn 10 người một cái. Mắt thấy 10 người công kích sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm sắc bén con người bỗng hướng về một người trong đó, dưới chân lóe lên, giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở cái kia thân người trước. Dừng tay, người kia dọa cho phát sợ, hắn cũng không phải là sợ hãi Tiêu Phàm, mà là sợ hãi mặt khác 9 người công kích bỗng chuyển hướng bản thân. Bọn họ tự cho là đánh xa có thể giết chết Tiêu Phàm, lại là quên, cái này sinh tử đài lớn nhỏ. Lấy bọn họ thần vương cảnh thực lực, trong chớp mắt liền có thể xuất hiện ở sinh tử đài các ngõ ngách, nghĩ bằng tốc độ ứng phó Tiêu Phàm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bọn họ sẽ không dừng tay. Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng, hắn đã sớm nhìn ra, 10 người này căn bản cũng không phải là một lòng, đều chỉ nghĩ đến giết chết hắn. Về phần chết những người khác, bọn họ sẽ không quan tâm, chỉ cần chính bọn hắn sống sót là được rồi. Không một tiếng khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết vang lên,
9 người hợp lực một đòn bỗng nhiên rơi xuống, sinh tử đài run lên bần bật, người kia liền biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị xé thành bột mịn. Chỉ chốc lát sau, bụi bặm tiêu tán, 9 người nhìn về phía trước vắng vẻ địa phương, trên mặt hiện lên một nụ cười. Tiêu Phàm, cũng chỉ đến như thế. Hắc bào nam tử lạnh lùng cười nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm đạm mạc bỗng ở trên không vang lên, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem không trung, trên sinh tử đài người càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trưởng trung thiên địa, theo một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, một cái quang cầu bỗng nhiên từ trên cao nở rộ, bao phủ phía dưới sinh tử đài, trên sinh tử đài 9 người tất cả đều lồng chụp vào trong. Trong chốc lát, quang cầu biến mất không thấy gì nữa, cùng đồng thời biến mất, còn có trên sinh tử đài 9 người. Chết, đám người có người kinh hô mà ra, tùy theo một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Có thể liền là 9 đại thần vương đỉnh phong A, lại bị Tiêu Phàm một chiêu miểu sát, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, bọn họ một người nhìn lầm rồi thì cũng thôi đi, không có khả năng nhiều người như vậy đều toàn bộ nhìn lầm rồi. Không chịu nổi một kích, đột nhiên, không trung một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, trong giọng nói có nồng nặc vẻ thất vọng. Đám người ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, lại là nhìn thấy một bộ hắc bào Tiêu Phàm hai tay vác lập, tóc dài màu đen trong gió cuốn lên, cặp kia thâm thúy con ngươi lãnh đạm quan sát phía dưới, là cao như vậy không thể leo tới. Đây chính là bách sát các thiên tài tư cách chiến, quá khiến người ta thất vọng. Tiêu Phàm lắc đầu, vừa rồi 10 người kia thực lực, liền nhường hắn làm nóng người tư cách đều không có, vậy mà cũng dám tới khiêu chiến hắn. Bách sát các tu sĩ khác vẻ mặt phẫn nộ, rất nhiều người đã xoa tay, hận không thể lập tức xông đi lên cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Các ngươi không cần nhìn như vậy ta, không phục, đại khái có thể đi lên một trận chiến. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đảo qua phía dưới toàn trường, nói, bất quá, ta hy vọng các ngươi về sau, không cần tự xưng là danh thiên tài, thiên tài. Các ngươi không xứng. Thiên tài, các ngươi không xứng. Tiêu Phàm lời nói vang vọng thật lâu tại hư không, tựa như từng chuôi đao nhọn cắm ở đây bách sát các tu sĩ ngực, không phải bình thường đau nhức. Bọn họ đều là man hoang cổ cương cấp dưới địa vực thiên tài tu sĩ, có thể gia nhập bách sát các, liền đã ấn chứng điểm này. Thiên tài, sớm đã trở thành bọn họ đại danh từ, vô luận đi đến đâu, người khác đều sẽ coi bọn họ là suốt ngày mới một dạng nâng ở lòng bàn tay. Mà bây giờ, Tiêu Phàm trực tiếp hủy bỏ bọn họ danh thiên tài, đây quả thực là tại đánh mặt của bọn hắn. Rất nhiều người khẽ cắn môi, lại chỉ dám phẫn nộ, cũng không dám nói. Tiêu Phàm có thể chém giết 10 đại thần vương cảnh đỉnh phong, thực lực như vậy, ở đây có lẽ có người có thể làm đến, nhưng tuyệt đối làm không được Tiêu Phàm như vậy dứt khoát. Về phần lớn người, đều không thể nào làm được điểm này. Cho nên, dù là Tiêu Phàm kêu gào, bọn họ cũng không dám đi lên tìm Tiêu Phàm phiền phức. Bất quá, cuối cùng có một ít người vẫn là có cốt khí. Tiêu Phàm, chớ có phách lối, ta tới chiến ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, thông qua bách sát tuyệt trận, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh lá bài tẩy của ngươi nhiều mà thôi, nhưng cũng không đại biểu ngươi thực lực đủ mạnh. Vốn muốn cho ngươi nói xin lỗi, nhưng bây giờ ta cảm thấy, dùng cái chết của ngươi hướng chúng ta xin lỗi, là kết quả tốt nhất. Nguyên một đám tu sĩ đạp không bay lên sinh tử đài, vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, ngoạn vị đánh giá những người trước mắt này, căn bản không có như lâm đại địch ý nghĩa, ngược lại một bộ nhàn nhã tản bộ bộ dáng. Không nghĩ tới bách sát các vẫn có mấy cái đàn ông. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, liền bằng các ngươi dám đi tìm cái chết điểm này, ta có thể đáp ứng các ngươi. Cho các ngươi một cái thông khoái. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói, hắn một tay vác lập, một cái tay khác làm một cái thủ hiệu mời. Khinh người quá đáng, chết đi cho ta. 10 người cũng nhịn không được nữa. Tiêu Phàm ánh mắt kia, động tác kia, hoàn toàn là ở miệt thị bọn họ a. Bọn họ có thể tiến vào bách sát các, từng cái cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được nhục nhã như vậy. Giết, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Từ 4 phương 8 hướng vây công Tiêu Phàm. Lần này, bọn họ không có lựa chọn đánh xa, mà là lựa chọn cận chiến, 10 người chiếu ứng lẫn nhau, căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội đánh lén. Không sai, không sai, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to,
hắn cũng không có thi triển phát nội thiên địa cùng vô tận chiến huyết lực lượng, chỉ dựa vào nhục thân cùng 10 người chém giết. Không thể không nói, 10 người này thực lực, nếu là đặt ở thiên võ vực, tuyệt đối là quét ngang nhất phương tồn tại, dù là kiếm tử cùng Long Phi Vũ bọn họ cũng chưa chắc có thể so sánh. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng vẻn vẹn có thể cho Tiêu Phàm tạo thành một điểm áp lực mà thôi. Còn chưa đủ, lại đến 10 người, cơ hội đã cho các ngươi, liền xem các ngươi có quý trọng hay không. Tiêu Phàm cực kỳ càn rỡ kêu lên. Bách sát các tu sĩ âm thầm tức giận, bất quá giờ khắc này, lại cũng không ai dám khinh thường Tiêu Phàm. Nếu như lần thứ nhất chiến thắng 10 người kia chỉ là vận khí, vậy bây giờ cùng 10 người chiến đấu, còn có thể gắt gao áp chế bọn hắn, đây chính là thực lực. Nhưng mà, đây đối với Tiêu Phàm mà nói, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều, còn đang kêu gào lấy lại đến 10 người. Cái này Tiêu Phàm, nếu như không phải người ngu, liền là đồ điên. Lý giải Tiêu Phàm người đều biết rõ, Tiêu Phàm đúng là một tên điên, không điên cuồng, không được ma. Từ hắn tu luyện bắt đầu cho tới bây giờ, không biết có bao nhiêu lần, Tiêu Phàm cố ý để cho mình người đang ở hiểm cảnh, lại tuyệt địa phản kích, chiếm thượng phong. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm còn có thể làm được không? Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người đều không khỏi lo lắng, bọn họ cũng đều biết, Tiêu Phàm là chuẩn bị ép mình một cái. Chúng ta đến chảm ngươi, mấy bóng người lấp lóe, từ trong đám người phóng lên tận trời, thẳng hướng Tiêu Phàm. 20 người liên thủ, nếu là đều không thể giết chết Tiêu Phàm, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Có 10 người này gia nhập, Tiêu Phàm áp lực tăng gấp bội, ưu thế của hắn đã biến mất, nhưng tốc độ lại là chậm rãi để thăng lên. Sinh tử đài cũng lớn như vậy, thần vương cảnh cường giả công kích liền có thể bao trùm toàn trường, nếu như tốc độ của hắn không vui, đã sớm bị đánh trúng. Đây cũng là Tiêu Phàm mong muốn hiệu quả, hắn đang cưỡng ép bức bách bản thân, để tốc độ của mình lấy được tăng lên. Hắn quanh thân, cổ động từng đạo sóng gió, đó là thời không pháp tắc cùng phong chi pháp tắc lực lượng, hắn đã ẩn ẩn có minh ngộ. Còn chưa đủ, lại đến 10 người. Tiêu Phàm kêu to, trên mặt hiện lên một vòng hí ngược. Muốn chết, phía dưới đám người có người phẫn nộ, mấy người đồng thời đạp không mà lên, rất nhanh liên thủ đánh giết Tiêu Phàm người, thì đến được 30 người. Cái này Tiêu Phàm sẽ không điên thật rồi à? Có người âm thầm mở miệng, không khỏi hít một hơi lạnh. Lấy đồng cảnh giới tu vi, độc chiến 30 cái thiên tài, đây không phải điên lại là cái gì? Phải biết, những người này, thế nhưng là có không ít là có thể cùng đại đế cảnh cường giả một trận chiến a. Mặc dù nhìn qua, Tiêu Phàm chỉ là cùng một đám thần vương cảnh chiến đấu, nhưng trên thực tế, hắn khả năng cùng mấy cái đại đế cảnh tiền kỳ cường giả đang chiến đấu. Lão Tam hắn quá gấp a. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày, lo lắng nói. Diệp Thi Vũ không nói, nhưng nàng biết rõ, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không để cho nàng thất vọng. Lão đại tự có chừng mực, thí thần trầm giọng nói, hắn từng tại Tiêu Phàm thể nội, thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm rất nhiều cử động điên cuồng. Tiêu Phàm hiện tại làm như thế, đơn giản là muốn ở trong lúc nguy cấp, ép mình lĩnh ngộ thời không pháp tắc lĩnh vực cùng phong chi pháp tắc lĩnh vực. Sự thật cũng xác thực như thế, nhưng là không chỉ có giới hạn ở đó, mượn những người này đứng đầu đột phá thần vương cảnh viên mãn, chỉ là hắn một cái mục đích một trong. Một mục đích khác, kia liền là bách sát các những cái này thần vương cảnh, về phần tại sao, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. 31 cái thần vương cảnh tu sĩ chiến đấu, cực kỳ đáng sợ, đã ẩn ẩn nguy hiểm đến sinh tử đài bốn phía đã lóe ra từng đạo hào quang, hiển nhiên là mở ra trận pháp. Người chung quanh nín thở ngưng thần, sợ bỏ qua cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm sinh tử đài phía trên, muốn biết kết quả sau cùng. Quá yếu, một đám rác rưởi. Lúc này, một đạo khinh thường tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó, lại là một cái quang cầu lấp lóe mà ra, bao phủ sinh tử đài, từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ sinh tử đài bên trong truyền ra, mấy tức về sau, sinh tử đài biến mất, cùng Tiêu Phàm chiến đấu 30 cái thần vương cảnh tu sĩ. Đã biến mất không thấy gì nữa. T4 phía một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, đây chính là 30 cái thần vương cảnh A, lại bị Tiêu Phàm mấy tức thời điểm giải quyết, hơn nữa hài cốt không còn. Đáng sợ như vậy thực lực, ở đây làm sao không sợ hãi. Mà lúc này, Tiêu Phàm sắc mặt cũng hơi có vẻ trắng bệch, bất quá,
trong mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén, lạnh lùng đảo qua toàn trường. Ta đột nhiên phát hiện, cùng các ngươi căn bản không cần lãng phí thời gian. Tiêu Phàm lạnh mở miệng cười, Tu La kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, đảo qua toàn trường tu sĩ. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, cho nên, ta quyết định, hôm nay trực tiếp chiến 100 người, bây giờ còn lại 60 người, không sợ chết, bản thân lăn đi lên. Một ngày chiến 100 người, Bách Sát các tu sĩ nghe vậy, trong lòng một cái lộp bộp, một chút tâm tính yếu hơn tu sĩ, không khỏi dùng mình một cái, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt lúc, trong lòng có chút phát lạnh. Rất nhiều người giờ mới hiểu được, bọn họ cố ý tìm Tiêu Phàm phiền phức, hiển nhiên là tìm nhầm đối tượng. Tiêu Phàm thực lực, đã đến có thể không nhìn bọn họ cấp độ. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia tái nhợt thần sắc lúc, vẫn như cũ có chút kìm nén không được nội tâm tha thiết. Tiêu Phàm mặc dù chiến thắng 30 người, nhưng hắn đoán chừng cũng đến cực hạn, bây giờ lại còn dám phách lối khiêu khích muốn chiến 60 người, nhất định là hắn cố ý lộ ra hư thế. Rất nhiều tu sĩ dục dịch, chỉ là ai cũng không nghĩ làm chim đầu đàn, dù là biết rõ Tiêu Phàm không có khả năng chiến thắng 60 người. Một đám thứ hèn nhát, Tiêu Phàm lộ ra vẻ khinh bỉ, quay người liền hướng dưới đài đi đến. Bách Sát các tu sĩ mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ mấy ngàn người, thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, không phải thứ hèn nhát lại là cái gì. Ta tới chiến ngươi, Tiêu Phàm khích tướng lời nói, cuối cùng vẫn là làm ra tác dụng, chỉ thấy một cái tuổi trẻ tiểu tử bỗng bước lên sinh tử đài, tay cầm trường kiếm nhìn hằm hằm Tiêu Phàm. Theo hắn bước vào, những người khác cũng có chút lấy lại tinh thần, chỉ một lát sau, trên sinh tử đài khắp nơi đều là bóng người. 60 người, không nhiều không ít. Từ bốn phương tám hướng đem Tiêu Phàm vây ở trung ương, cơ hồ chật như nêm cối. Lão Tam hắn giống như thần lực tiêu hao quá lớn a. Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói, Tiêu Phàm sắc mặt, nhìn qua cũng không phải rất tốt. Ngươi chừng nào thì gặp qua lão đại thần lực tiêu hao quá lớn. Thí thần liếc Nam Cung Tiêu Tiêu một cái. Chẳng lẽ, hắn là giả vờ? Nam Cung Tiêu Tiêu mãnh kinh. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn lại. Lại là vừa mới bắt gặp Tiêu Phàm thân ảnh, bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm sắc mặt đã biến thành hồng nhuận phơn phớt sắc, nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng yếu ớt. Rất nhiều người cũng kịp phản ứng, trong lòng thầm mắng không thôi, Tiêu Phàm vậy mà dùng loại này thủ đoạn đem bọn hắn lừa gạt lên sinh tử đài. Đáng tiếc, một khi bước vào sinh tử đài, cũng chỉ có thể có một phe sống sót xuống dưới, cái này liền là sinh tử đài quy củ. Hôm nay, không phải Tiêu Phàm chết. Chính là bọn họ chết. Nghĩ vậy, 60 cái thần vương cảnh cường giả trở nên hết sức cẩn thận, cái này Tiêu Phàm, có vẻ như cũng không phải là dễ giết như vậy. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có động thủ, bọn họ sợ làm chim đầu đàn, bị Tiêu Phàm trọng điểm chiếu cố. Nhưng mà, Tiêu Phàm nhưng không có cùng bọn hắn kéo dài thêm ý nghĩa, biết rõ những người này đều mang tâm tư, đoán chừng đều muốn trong bóng tối nhặt chỗ tốt. Đã các ngươi không động thủ, vậy tự ta động thủ không được sao? Hồng hộc, đột nhiên, một đạo tử huyết sắc yêu dị quang mang tại hư không nở rộ, giống như đuôi sao chổi xẹt qua hư không, bay thẳng đối diện tu sĩ đi, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện. Lúc này, người đối diện cũng rốt cục động, bọn họ nếu còn không động, vậy cũng chỉ có bị Tiêu Phàm chém giết phần. Bất quá, 60 người xuất thủ, lại là loạn thành một bầy. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn như cũ ở vào phong bạo trung tâm nhất mà thôi, trên người cũng bị mấy chỗ bị thương. Bậc này loạn chiến, cũng không phải là ai thực lực mạnh, ai mới có thể sống sót, dù sao mỗi người đều là thần vương cảnh đỉnh phong, kém đi nữa cũng không kém nơi nào. Người đó liền có thể còn sống, có đôi khi còn phải xem vận khí. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nếu là tử tế quan sát, sẽ phát hiện. Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh hắn thời không chấn động cùng phong chi pháp tắc, rung động cũng càng ngày càng lợi hại. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Tiêu Phàm trên người pháp tắc chấn động rốt cục đạt đến một cái điểm tới hạn. Oanh, một tiếng cuồng bạo dường như sấm sét tiếng vang truyền ra, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, một cỗ năng lượng cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi. Phốc phốc, hư không máu tươi vẩy ra. Không ít thần vương cảnh tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị sắc bén kia năng lượng quét chúng, kêu rên khắp nơi. Cuối cùng thành công,
thần vương cảnh viên mãn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Chỉ một thoáng, hắn quanh thân trở nên bắt đầu vặn vẹo, rõ ràng hắn đứng ở trước mắt, lại tựa như đứng ở một chỗ khác trong thời không, không đụng tới, sợ không được. Có mấy người vẫn như cũ đang điên cuồng công kích Tiêu Phàm, nhưng là liền Tiêu Phàm góc áo đều không đụng tới. Đám người trong lòng hoảng hốt, trong lúc nhất thời không biết làm sao, chỉ đến như thế xuống dưới, bọn họ thua không nghi ngờ. Không sai biệt lắm, trò hay cũng nên kết thúc, Tiêu Phàm thở sâu, trên mặt hiện lên xuất ra mãn ý tiếu dung. Những ngày qua, hắn nằm mộng cũng muốn lấy hoàn toàn lĩnh ngộ thời không pháp tắc cùng phong chi pháp tắc lĩnh vực chi lực, thế nhưng là vẫn không có thành công. Tiêu Phàm tìm rất nhiều phương pháp, làm những người này muốn tìm hắn để gây sự lúc, Tiêu Phàm đột nhiên linh quang lóe lên, liền nghĩ đến phương pháp này, kia liền là ở sống chết trước mắt, nghiền ép tiềm năng của mình. Quả nhiên, không để cho Tiêu Phàm thất vọng, bản thân thực đã thành công. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem trên sinh tử đài 60 người, trên mặt hiện lên một vòng hí ngược, xem như đền bù tổn thất, ta sẽ đưa các ngươi một món lễ lớn. Dứt lời, Tiêu Phàm chung quanh thời không một trận biến ảo, thời không pháp tắc đè xuống hư không, đồng thời, hắn lần nữa thi triển trưởng trung thiên địa, uy lực bạo tăng. Đừng nói trước mắt 60 người chỉ là thần vương cảnh, cho dù là đại đế cảnh, đoán chừng trong lúc nhất thời cũng chạy không thoát. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra, 60 người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Tiêu Phàm một người đứng ở sinh tử đài phía trên. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đây chính là 60 cái thần vương cảnh đỉnh phong A, vậy mà tất cả đều bị Tiêu Phàm giết. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt thay đổi hoàn toàn, trở nên cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí e ngại. Còn có ai muốn chết, tùy thời có thể tới tìm ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền bay khỏi sinh tử đài, xuất hiện ở Diệp Thi Vũ bên cạnh bọn họ. Tất cả giải tán đi, Lãng Thiên thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Lãng Thiên vội vàng đi theo, cũng không lo được bách sát các tu sĩ kinh hãi. Lão Tam, người thực lực, càng ngày càng biến thái. Nam Cung Tiêu Tiêu từ trong thâm tâm cảm thán nói. Hắn mặc dù cũng đạt tới thần vương cảnh viên mãn, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn không có bất kỳ cái gì tự tin. Ngươi cũng không kém a. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đễnh nói. Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực, phóng nhãn cùng tuổi một đời bên trong, cũng coi là đứng đầu, thậm chí Tiêu Phàm hoài nghi, hắn cũng có thể xông qua được bách sát tuyệt trận. Chỉ là Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không có ý tứ này, cho nên Tiêu Phàm cũng không có ép buộc. Tiêu lão đệ, lúc này hậu phương truyền đến Lãng Thiên thanh âm. Lãng đại ca, có chuyện gì sao? Tiêu Phàm thần sắc đầu tiên là siết chặt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói. Lão đệ, người cái này thì không đúng, việc này nếu là bị bách sát các phát hiện, người tư cách 89 phần 10 sẽ bị hủy bỏ. Lãng Thiên hít sâu một cái nói. Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ không biết vì sao, lộ ra nghi hoặc. Lãng đại ca, ta không biết rõ ngươi lại nói cái gì. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, huống hồ, coi như có chuyện gì, cũng chỉ có ngươi biết, không có đệ tam người biết, hơn nữa, ta tin tưởng Lãng đại ca là sẽ không nói ra đâu. Lãng Thiên đắng chát cười một tiếng, Tiêu Phàm đây là ăn chắc hắn, nhưng hắn lại không thể làm gì. Lãng đại ca, tiểu đệ nếu là có cái gì giúp lấy được ngươi, ngươi cứ việc nói. Tiêu Phàm đột nhiên lại nói sang chuyện khác. Lãng Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nói, Tiêu lão đệ, nơi này xác thực có một việc làm phiền ngươi một lần. Lãng đại ca mời nói, Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền biết Lãng Thiên đối với hắn có sở cầu, hơn nữa còn khả năng cùng nhân tộc thí luyện cổ lộ có quan hệ. Bằng không mà nói, Lãng Thiên cũng sẽ không để Tiêu Phàm tiến vào trước nhân tộc thí luyện cổ lộ thí luyện rồi. Lãng Thiên trầm ngâm lúc này. Trên mặt hiện lên một vòng hoài niệm, nói, nhân tộc thí luyện cổ lộ trên, có một chỗ cửu u cốc, trong cốc có một loại hoa, tên là vãng sinh linh phách hoa, ta hy vọng ngươi có thể thay ta đạt được nó. Vãng sinh linh phách hoa, Tiêu Phàm hơi hơi cổ quái nhìn xem Lãng Thiên, hồ nghi nói, Lãng đại ca là có thân hữu linh hồn sắp mẫn diệt sao. Vãng sinh linh phách hoa, Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ, hoa này toàn thân đỏ như máu, xinh đẹp hết sức, giống như máu nhuộm.
Nghe đồn, chỉ cần linh hồn chưa từng triệt để mẫn diệt, vãng sinh linh phách hoa liền có thể hoàn toàn chữa trị, khôi phục lại mẫn diệt trước trạng thái đỉnh phong. Chỉ bất quá, loại hoa này cực kỳ hiếm thấy, cũng rất chân quý, bình thường đều là sinh trưởng ở cực kỳ âm lãnh địa phương, cho dù đại đế cảnh cũng chưa chắc có thể lấy được. Dù là lấy lãng thiên thực. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy quanh thân cỗ kia thời không trói buộc chi lực biến mất, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại là phát hiện, bản thân đang nhanh chóng rơi xuống. Hắn phía dưới, là một quả màu đỏ thẫm hình cầu, theo tung tích của hắn, một cỗ nóng rực khí lãng đập vào mặt. Nơi này là, đế hỏa tinh thần. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, con người lạnh như băng đảo qua bốn phía. Lại là phát hiện, Tà Vũ, Thí Thần, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Thần Vô Tâm mấy người đều biến mất hết không gặp, khắp nơi mênh mông, chỉ còn lại có một mình hắn. Bị gài bẫy, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, bản thân là cái thứ nhất bị truyền tống, lúc ấy hắn rời đi quảng trường một sát na kia, thí thần bọn họ còn vẫn như cũ dừng lại ở trên quảng trường. Mà Lãng Thiên nói cho hắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bách sát các người là sẽ truyền tống đến cùng một nơi, như thế cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhân tộc thí luyện cổ lộ cực kỳ nguy hiểm, mặc dù nói là một cái cổ lộ, nhưng là vô số tinh thần tạo thành một mảnh không gian đặc thù. Những ngôi sao kia, chính là thế giới đặc thù, có chút là bẩm sinh, xưng là tiên thiên thế giới. Mà có chút lại là một chút cường giả thế giới, đều bị di lưu ở nơi đây, những thế giới này cũng được xưng là hậu thiên thế giới. Nhân tộc thí luyện cổ lộ, chính là từ vô số tiên thiên thế giới cùng hậu thiên thế giới tạo thành thí luyện chi địa. Tiêu Phàm bây giờ rơi xuống đế hỏa tinh thần, chính là một cái tiên thiên thế giới, bên trong hàng năm có đế hỏa cấp bậc hỏa diễm đốt cháy, liền đại đế cảnh cường giả cũng không thể ở chỗ này ở lâu, chính là nhân tộc thí luyện cổ lộ hiểm địa một trong. Tiêu Phàm chỉ là một cái thần vương cảnh, nói chung, là không thể nào đặc thù chiếu cố, bị truyền tống tới đây. Dù sao, nhân tộc tu sĩ sở dĩ tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, có thể cũng không phải tới chịu chết, mà là đến rèn luyện, đế cung cũng sẽ không đưa người vào chỗ chết. Nhưng là bây giờ, đế cung hiển nhiên là muốn đẩy Tiêu Phàm vào chỗ chết, nếu như nói không có người hại hắn Tiêu Phàm, hắn là tuyệt đối không tin. Mắt thấy hỏa diễm khí lãng càng ngày càng hung mãnh, Tiêu Phàm sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, lại có loại cháy đau đớn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng ngừng thân hình. Oanh, cũng đúng lúc này, trong hư vô một tiếng nổ vang, còn dường như sấm sét. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ phía sau truyền đến, hắn lại đi xuống phương chui ra mấy ngàn trượng, bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, lúc trước hắn vị trí, vậy mà xuất hiện 6 tôn đại đế, tất cả đều vẻ mặt cười âm hiểm nhìn xem hắn, từ trên người mấy người, Tiêu Phàm còn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Tiểu tử, ngược lại là có chút năng lực, vậy mà tránh khỏi. Trong đó một cái trung niên nam tử cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Các ngươi là cung gia người, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh. Đến bách sát các hơn mấy tháng, Tiêu Phàm đắc tội người có thể cũng không nhiều, nhất là có thể người hãm hại hắn, cung gia xem như một cái duy nhất. Cho dù là hướng vạn đạo, muốn nhúng tay man hoang cổ cương đế cung sự tình, cũng là không thể nào. Biết mình vì sao đáng chết rồi a hát. Một cái áo bào đen khô gầy lão giả nhe răng cười một tiếng, lộ ra một vòng tà khí. Ba cái đại đế trung kỳ, ba cái đại đế tiền kỳ liền muốn giết ta. Tiêu Phàm khinh thường, cung gia người cũng quá xem thường mình a, chẳng lẽ không biết bản thân xông qua bách sát tuyệt trận sao? Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, cung gia có lẽ cũng là bởi vì hắn phá hết bách sát tuyệt trận, mà không phải là ở dưới bách sát tuyệt trận kiên trì một nén nhang, cho nên mới sẽ khinh thị hắn. Tuy nói chân chính nhân tộc đại đế, thực lực so sánh cái kia trận pháp bên trong đại đế hư ảnh mà nói, chắc chắn mạnh hơn. Nhưng nhân loại cùng những cái kia không có mạng sống cá thể so sánh, cũng có rõ ràng nhược điểm, kia liền là sẽ đau nhức, cũng sẽ sợ. Thực sự là cuồng vọng, áo bào đen khô gầy lão giả lạnh rên một tiếng, dẫn đầu vọt lên, đại đế cảnh trung kỳ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như là nửa tháng trước, có lẽ ta còn thực sự không phải là đối thủ, nhưng là bây giờ nha. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Mắt thấy cái kia áo bào đen khô gầy lão giả sắp tới gần thời khắc,
Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên, mặc cho khô gầy lão giả xuyên thủng thân thể của hắn. Phốc suy một tiếng, Tiêu Phàm thân thể trực tiếp tại hư không nổ tung. Không chịu nổi một kích đồ vật, lãng phí lão hủ biểu lộ. Khô gầy lão giả âm thanh lạnh lùng nói, hất lên áo bào liền chuẩn bị rời đi, cũng đúng lúc này, nơi xa một tiếng hét thảm truyền đến. Khô gầy lão giả đám người lấy lại tinh thần, lại là kinh hãi phát hiện, bọn họ một cái đồng bạn, bị một thanh trường kiếm xuyên qua mi tâm, nóng hổi máu đỏ tươi chậm rãi rơi xuống, hai con ngươi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng là không chịu nổi một kích, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, lại là cái kia bị giết đại đế sau lưng, đi ra một đạo áo bào đen thân ảnh. Không có khả năng, ngươi tại sao sẽ đột nhiên đến nơi đó? Khô gầy lão giả kêu to, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cũng không vì bọn họ đồng bạn kia chết mà cảm thấy khó chịu cùng tiếc hận. Thời gian pháp tắc, người vậy mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Một người trong đó đột nhiên kinh hô mà ra. Thời gian pháp tắc lĩnh vực, không kém gì thế giới chi lực, đây là sự thực. Mau giết hắn, hắn nếu là đột phá đại đế cảnh, chúng ta lại không giết hắn khả năng. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không bất luận cái gì đường ra. Ba người khác lấy lại tinh thần, trên người trán phóng cuồn cuộn khí thế, không còn có giữ lại chút nào, trực tiếp dương lộ ra. Mặt đối với lĩnh ngộ thời gian pháp tắc lĩnh vực Tiêu Phàm, bọn họ cũng không dám lại khinh địch. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là thần vương cảnh, nhưng từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, hắn thực lực tuyệt đối không kém gì đại đế cảnh trung kỳ. Không có đường ra sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói tất nhiên không có đường ra, vậy ta liền giết ra một con đường. Nói xong, Tiêu Phàm bỗng nhiên rút ra Tu La kiếm, cái kia đại đế cảnh tu sĩ trực tiếp bị Tiêu Phàm xoắn thành bột mịn, thần hồn câu diệt, chỉ còn lại có một khỏa rực rỡ ngời ngời mệnh thạch. Tiêu Phàm thu hồi mệnh thạch, lần nữa thi triển thời không pháp tắc lĩnh vực tại chỗ biến mất, cái kia ngũ đại cường giả thế giới chi lực, vậy mà không áp chế nổi hắn. Bất quá hắn cũng biết, bây giờ năm người trong lòng đối với thực lực của mình có đại khái nhận biết, muốn tiếp tục đánh lén bọn họ, là không thể nào chính là. Nếu như vừa rồi bọn họ đều thi triển ra thế giới chi lực mà nói, Tiêu Phàm chưa chắc có thể thừa dịp bọn họ không sẵn sàng, giết một người. Hắc ám tận thế, băng thiên tuyết địa, mấy tiếng hét lớn vang vọng trời cao, năm tôn đại đế cường giả thi triển ra riêng mình thế giới chi lực, oanh sát mà xuống. Căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội chạy trốn. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt không có biến hóa chút nào, trên người hắn, lại là cổ động một cỗ bá đạo vô cùng khí tức, đúng là hắn nội thiên địa lực lượng. Muốn giết ta, bách sát tuyệt trận đều làm không được, liền bằng các ngươi sáu người. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, tay trái của hắn bên trong, bỗng xuất hiện một mai tử sắc tiểu ấn, trực tiếp ném bay ra ngoài. Tử sắc tiểu ấn nhanh chóng phóng đại. Giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, phía trên nhộn nhạo huyền diệu năng lượng ba động. Năng lượng ba động đảo qua cái kia năm tôn đại đế thời khắc, năm người ánh mắt có như vậy trong nháy mắt thất thần. Trấn hồn ấn, cho ta trấn áp, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực thôi động tử sắc tiểu ấn, đồng thời, hắn một bộ linh hồn phân thân nắm lấy Tu La kiếm, đã tới năm tôn đại đế trước người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 144.